hai bài lý thuyết. Bài thứ nhất là bài các tổn thương lành tính ở cổ tử cung. Bài thứ hai là bài tiền sản giật sản giật. Chúng ta sẽ bắt đầu bài các tổn thương lành tính ở cổ tử cung trước. Có được hơn 100 bạn vào rồi. Chúng ta bắt đầu nhé. Các tổn thương lành tính ở cổ tử cung. Mục tiêu bài học của chúng ta thì sau khi học xong bài này chúng ta phải trả lời được 3 mục tiêu. Đấy. Thế còn cái cổ tử cung thì về phương diện giải phẫu trong lĩnh vực sản khoa thì nó rất là dài. Thế nhưng mà khía cạnh bài học hôm nay thì chúng ta chỉ học cái phần tổn thương phía ngoài cổ tử cung thôi. Nhưng mà trước khi vào bài học thì cô sẽ hỏi một chút nhé. Xem là các bạn nhớ được cái kiến thức giải phẫu đến đâu nhé. Câu hỏi thứ nhất này là chiều dài của cổ tử cung từ lỗ trong đến lỗ ngoài bình thường về phương diện giải phẫu là bao nhiêu ạ? Ngô Thị Mỹ Thúy ạ. Bạn là Mỹ Thúy hay Thủy đấy ạ? Thúy có nghe thấy không ạ? Tôi mời một bạn khác nhé. Bạn Lê Anh Tùng ạ. Alo, em Vâng. ạ, em mời vào nhầm cuộc họp ạ. Vâng, thế bây giờ bạn trả lời đi. Bạn nghe thấy câu trả hỏi không? Cô nhắc lại câu hỏi cho em ạ. Em hãy cho biết về phương diện giải phẫu chiều dài của cổ tử cung tính từ lỗ trong đến lỗ ngoài bình thường là bao nhiêu? Em với cô làm 8 cm Tám cm à? ạ. Vâng. Cả lớp có bạn nào có ý kiến khác không? Cảm ơn bạn. Ba đến năm ạ. À, có một bạn là 3 đến 5. Cẩm Anh. Còn ai có ý kiến khác không? 2,5 cm ạ. Chiều dài bình thường là 2,5 cm. Nó sẽ có một cái con số trong khoảng chứ không có một con số chính xác tuyệt đối. Chúng ta phải biết được cái kích thước của cổ tử cung từ lỗ trong đến lỗ ngoài thì sau này khi mà các bạn đi trên lâm sàng hoặc là học các phần học lâm sàng thì các bạn sẽ biết là thế nào là một trường hợp cổ tử cung ngắn hoặc là một trường hợp cổ tử cung dài.
Và khi kích thước chiều dài của cổ tử cung nó quá ngắn, quá dài thì nó ảnh hưởng gì trong trường hợp mà sản khoa? Đấy. Như các bạn được học cái bài sinh lý chuyển dạ và theo dõi chuyển dạ rồi, thì cái sự xóa mở của cổ tử cung nó là cái hiện tượng mà cái lỗ trong và lỗ ngoài cổ tử cung nó sẽ dần dần áp sát với nhau và cái lỗ cổ tử cung nó sẽ mở ra. Vậy thì chúng ta phải biết xem là cái chiều dài bình thường của cái lỗ cổ tử cung nó là bao nhiêu. Đấy. Thế thì các bạn có một số câu trả lời rồi nhưng mà nó cũng chưa phải là một con số chính xác. Thì cô sẽ giải đáp cái câu hỏi này. Chiều dài từ lỗ trong đến lỗ ngoài của cổ tử cung bình thường về phương diện giải phẫu là từ 2,5 cho đến 4 cm. Hiện tượng xóa cổ tử cung chính là sự ngắn lại của cổ tử cung trong chuyển dạ. Còn hiện tượng mở cổ tử cung chính là cái sự tăng về đường kính của cái lỗ cổ tử cung. Đấy. Sau này thì chúng ta sẽ có các cái bài trong trường hợp theo dõi chuyển dạ đẻ. Hoặc nghĩa là chúng ta chẩn đoán những trường hợp mà sảy thai hoặc dọa đẻ non thì chúng ta sẽ phải xác định cái cổ tử cung đấy như thế nào. Thì cổ tử cung nó rất là dài như vậy. Và về phương diện tổn thương ở cổ tử cung thì nó sẽ có rất nhiều các vị trí. Nhưng mà về khía cạnh bài học hôm nay của chúng ta thì chúng ta chỉ học cái phần các tổn thương bề mặt phía ngoài. Và trong các tổn thương bề mặt phía ngoài ở cổ tử cung thì chúng ta chỉ học các tổn thương lành tính thôi. Thế thì các tổn thương lành tính ở cổ tử cung này nó có những cái nguy hiểm gì? Nó sẽ có những nguy hiểm gì nếu như chúng ta không điều trị? Đấy. Thì một phần sáng nay cô đã nói rồi. Thứ nhất là những cái tổn thương viêm nhiễm ở cổ tử cung nếu như chúng ta không điều trị thì nó sẽ là cái nguyên nhân mà dẫn đến ung thư cổ tử cung. Đấy, nó được xếp hàng thứ hai các cái nguy cơ về ung thư trong các bệnh phụ khoa của nữ giới chỉ sau u vú. Tiếp theo nữa là các tổn thương ở cổ tử cung này nó sẽ gây ra cho người ta cái tình trạng rất là no nắng, ảnh hưởng trong cái cuộc sống sinh hoạt của người ta. Đấy. Tiếp theo nữa là các tổn thương ở cổ tử cung cũng như là ở âm đạo thì nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến vô sinh. Là nguyên nhân dẫn đến vô sinh. Tại sao là nguyên nhân dẫn đến vô sinh? Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở một cơ quan nào đấy, một cái vị trí nào đấy trên cơ thể mà khi bị viêm nhiễm thì sẽ có cái yếu tố bảo vệ cơ thể chính là các cái bạch cầu. Bạch cầu này sẽ tập trung đến các vùng đó để nó phát hiện các cái nạn. Nó sẽ dọn sạch. Thế thì nếu như ở cổ tử cung mà có các cái viêm thì bạch cầu cũng sẽ tập trung đến đó. Thế trong sinh hoạt tình dục thì khi mà xuất tinh vào trong âm đạo thì tinh trùng sẽ được vào đó. Tinh trùng vào đó thì tinh trùng sẽ tiếp theo sẽ lên cổ tử cung rồi vào buồng tử cung rồi ra vòi trứng. Thực hiện kết hợp với noãn để tạo thành hợp tử để có thể có thai. Thế nhưng mà ở những trường hợp bị viêm ở cổ tử cung thì khi tinh trùng vào đến cổ tử cung thì có bạch cầu ở đó. Bạch cầu sẽ phát hiện là tinh trùng sẽ là nạ so với cơ thể. Và bạch cầu sẽ thực bào tinh trùng. Như thế thì nó sẽ làm giảm cái khả năng có thai của người phụ nữ. Cũng như là khi có các cái tổn thương viêm ở cổ tử cung thì nó có thể viêm ngược dòng lên trên, viêm niêm mạc tử cung, rồi viêm dính tắc vòi trứng. Và như thế là nguyên nhân dẫn đến vô sinh. Tiếp theo là các cái yếu tố viêm này thì trong cái bài sinh lý chuyển dạ các bạn đã được học cái nguyên nhân dẫn đến chuyển dạ. Cái nguyên nhân dẫn đến chuyển dạ thì có một cái nguyên nhân đó là các cái prostaglandin. Thì bản thân cái dịch viêm
cũng chính là các prostaglandin. Thế thì ở một người mà có thai mà bị viêm sinh dục, thế thì các dịch viêm đấy nó sẽ kích thích nên nó làm cho tổn thương cái màng ối, là nguy cơ có thể dẫn đến rò ối và vỡ ối. Như thế thì nó làm cho cái khả năng mà dọa đẻ non của người phụ nữ tăng lên. Tiếp theo nữa là các yếu tố viêm đó nó có thể làm cho cái thai dẫn đến hình thành nên những cái thai nhi bất thường. Và thai nhi bất thường thì tùy theo cái mức độ bất thường và có thể dẫn đến là thai lưu. Rồi sau này sẽ là cái nguyên nhân dẫn đến vô sinh. Thế thì tất cả các cái tổn thương lành tính ở cổ tử cung, mặc dù là nó không phải là những cái tổn thương quá là nghiêm trọng, nhưng mà nó sau này nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là nặng nề, nên là chúng ta sẽ vẫn phải theo dõi điều trị. Đấy. Thế thì ngày nay thì cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì các tổn thương ở cổ tử cung này người ta phân định ra thành rất nhiều là các cái loại rất là cụ thể, chứ không phải gọi chung một cái từ như ngày trước đó là viêm loét cổ tử cung. Đấy. Thế thì đặc biệt là sự phát triển của cái có cái người ta sử dụng cái máy soi cổ tử cung kỹ thuật số. Đấy. Là cái phương tiện mà người ta phát hiện ra các cái tổn thương cổ tử cung rất là dễ dàng. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ xem là hình thái của một cái cổ tử cung về mặt phía ngoài nó như thế nào. Đây ạ, trên hình ảnh các em xem ạ. Tôi sẽ gọi một bạn xem là bạn sẽ mô tả cái cổ tử cung phía ngoài này xem là nó như thế nào. Trần Thị Thanh Phương ạ. Phương thấy cái cổ tử cung bề mặt phía ngoài này nó như thế nào? Em cô là em thấy bề ngoài của hình dạng của tử cung thì là cảm thấy hơi bị phù nề một chút ạ. Mình sẽ mô tả này. Màu này. Vâng, màu thì là có màu hơi đỏ hồng ạ. Hồng. Lỗ cổ tử cung thì hình như là bị thu nhỏ hơn một chút ạ. Có tính chất là phù nề ạ. Rất là phù nề. Đây là một cái cổ tử cung hoàn toàn bình thường nhé. Không có các cái tổn thương gì cả. Kể cả tổn thương lành tính, tổn thương ác tính, tổn thương nghi ngờ, tức là tổn thương tiền ung thư. Đấy. Có một số cái nhận định của Phương nó đúng, nhưng mà có những cái nhận định thì chưa đúng tí nào cả. Phương còn có ý kiến gì nữa không? Em không có ạ. Tôi mời một bạn khác nhé. Cảm ơn Phương. Bích Ngọc ạ. Nguyễn Thị Bích Ngọc. Thưa cô ạ. Cô có nghe thấy em nói gì không ạ? Cô nghe rồi. Thưa cô là theo em thì cổ tử cung phía bên ngoài thì mặt tròn, trơn và nhẵn bóng ạ. Tròn, nhẵn bóng. Vâng. Em nhìn thấy cái vị trí đây ạ. Chính là cái lỗ ngoài cổ tử cung đấy. Các bạn nhìn đây chính là lỗ ngoài cổ tử cung. Đúng rồi. Nó có màu hồng này, hồng nhạt này, trơn này, nhẵn bóng này, tròn này. Được không ạ? Giống như bạn Ngọc mô tả.
Tiếp theo nữa là thấy cái lỗ ngoài cổ tử cung này nó làm sao ạ? Lỗ ngoài cổ tử cung này thì nó có thể là đóng kín hoặc hé mở. Đấy. Và nó có thể tròn, có thể là dẹp. Tùy theo đây là người đẻ rồi hay chưa đẻ. Ở những cái người người ta đã sinh qua đường dưới thì cổ tử cung nó có thể, lỗ ngoài cổ tử cung nó có thể bị rách. Nên nó có cái hình dẹp như thế này. Còn nếu mà người chưa sinh qua đường dưới thì lỗ ngoài cổ tử cung nó có thể hình tròn đây. Đấy. Thế thì tại sao mà cái cổ tử cung nó có cái màu sắc như này, chính là cái phản ứng nội tiết trong lứa tuổi sinh sản. Đấy, nên nó có cái màu hồng, hồng nhạt như thế này, nhẵn này. Chứ còn ở những cái người mà chưa, tức là độ tuổi mãn kinh rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng cái cổ tử cung nó trở nên nó sẽ nhạt màu hơn. Nó không có màu hồng như này nữa, nó trở nên nó trắng nhạt ra hơn. Thế còn cái lỗ cổ tử cung này này, thì sau này nó sẽ có vùng chuyển tiếp. Nhưng ở những cái người mà cổ tử cung ở người mãn kinh rồi, thì cái lỗ ngoài này nó có thể kéo gọn vào trong, nó co cái cổ tử cung này, nó to, nó teo nhỏ đi và nó co, nó trở ngược lại vào phía trong sâu hơn. Về cấu tạo tổ chức học thì các bạn sẽ thấy rằng cái cổ tử cung ở cái bề mặt phía ngoài này của cổ tử cung bình thường nó cấu tạo bởi hai cái lớp tế bào. Tế bào bề mặt phía ngoài có trơn nhẵn đây, chính là cấu tạo bởi biểu mô nát tầng. Biểu mô nát tầng trơn nhẵn. Đấy. Thế còn dưới cái lớp biểu mô nát tầng này thì sẽ là biểu mô trụ có tính tiết dịch, có các cái ống tuyến để nó tiết dịch. Và cái sự tiết dịch này sẽ phụ thuộc vào cái nồng độ nội tiết estrogen và progesterone do buồng trứng tiết ra vào chu kỳ kinh, vào mỗi chu kỳ kinh. Đấy, nó phụ thuộc. Ở cái phần ống cổ tử cung phía trong này thì sẽ có cấu tạo bởi tổ chức biểu mô trụ chứ không có biểu mô nát tầng nữa. Ranh giới giữa biểu mô ở trong ống cổ tử cung ra phía ngoài là người ta sẽ xác định đến là cái vùng chuyển tiếp. Vùng chuyển tiếp. Và ở người mãn kinh rồi thì cái vùng chuyển tiếp dần dần nó kéo về phía trong. Kéo về phía trong ống cổ tử cung. Đấy. Về cấu tạo tổ chức học. Thế còn về pH thì các độ pH và tính chất thiết nhầy thì các bạn đọc thêm ở trong tài liệu của thì các bạn sẽ thấy nhá. Phần này tôi không nói nữa. Ví dụ như các bạn sẽ thấy rằng cái biểu mô trụ nó tiết dịch. Biểu mô trụ nó sẽ tiết dịch vào, thường thì người ta tính là ngày thứ nhất của chu kỳ kinh là ngày bắt đầu có hành kinh. Thì sẽ tầm vào khoảng 12 cho đến 14 ngày. Đối với cái người có vòng kinh khoảng 28 đến 32 ngày ấy, thì cái phần biểu mô trụ ở đây nó sẽ tiết dịch rất là nhiều. Do cái nồng độ estrogen, do cái nang noãn ở buồng trứng nó lớn, nó phát triển thì nó sẽ tiết estrogen. Cái tế bào hạt của vỏ các nang noãn ở buồng trứng khi phát triển lên thì sẽ tiết ra estrogen. Và estrogen này sẽ theo hệ thống mạch máu bạch huyết để đi khắp cơ thể. Nó sẽ phản ứng lên tất cả các cơ quan và nó phản ứng lên cái biểu mô trụ của cổ tử cung, cũng như là biểu mô trụ ở ống cổ tử cung này sẽ tiết dịch nhiều. Tiết dịch như thế thì nó sẽ làm cho
cái dịch ở cổ tử cung này nó làm cho cái cổ tử cung này các bạn sẽ thấy nó có tính chất rất là mềm mại này, trơn này, nhẵn này. Và cái này thì nó sẽ làm cho cái đỡ ảnh hưởng hơn trong tổn thương cái cổ tử cung trong cái vấn đề sinh hoạt tình dục của người ta. Đấy. Và đồng thời với cái sự phát triển của cái năng loãn đấy, nó sẽ làm ảnh hưởng đến các cái tuyến khác ở âm đạo, ở âm hộ, tầng sinh môn, cũng như ở cổ tử cung, ví dụ như là tuyến Bắc Tô Lanh và tuyến Scan, thì nó làm cho cái việc tiết dịch nhầy ở cơ quan sinh dục phía dưới nó nhiều hơn, làm cho thuận lợi hơn cho cái việc mà có khả năng là sinh hoạt tình dục cũng như thụ thai. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng lỗ cổ tử cung sẽ bình thường là sẽ đóng kín, lỗ ngoài cổ tử cung thì có thể hé mở hoặc là đóng kín. Và còn lỗ trong cổ tử cung thì tôi nói thêm là lỗ trong cổ tử cung thì luôn luôn đóng kín trừ các giai đoạn sinh lý. Lỗ trong cổ tử cung thì luôn luôn đóng kín trừ các giai đoạn sinh lý. Thế thì thử hỏi xem là sinh lý thì những cái giai đoạn nào cái lỗ trong cổ tử cung nó sẽ mở nhé. Hỏi một bạn xem là có viết không nhé. Lỗ trong cổ tử cung sẽ mở ở các giai đoạn sinh lý. Trần Thị Diệp Linh. Dạ. Em thưa cô là lỗ trong cổ tử cung của em nghĩ là khi mà chu kỳ kinh nguyệt ạ. Chu kỳ kinh nguyệt, đồng ý. Khi có hành kinh thì lỗ trong cổ tử cung nó sẽ mở ra để cho kinh nguyệt có thể thoát ra ngoài. Giai đoạn nào nữa? Em chưa nghĩ ra. Các em đã học rồi đấy. Học bài sinh lý chuyển dạ. Thì sao? Khi mà có chuyển dạ đẻ. Đúng rồi, khi có chuyển dạ đẻ, lỗ trong cổ tử cung sẽ mở. Còn giai đoạn nào nữa không? Vừa giờ cô vừa nói gợi ý đấy. Cái gì mà nội tiết? Giai đoạn nào nữa? Nó có làm giai đoạn trứng dụng ạ. Chính xác. Cảm ơn bạn. Các bạn sẽ thấy rằng là lỗ trong cổ tử cung thì luôn luôn đóng kín, nhưng có giai đoạn sinh lý nó sẽ hé mở. Giai đoạn sinh lý đấy chính là giai đoạn hành kinh. Giai đoạn thứ hai là khi chuyển dạ đẻ. Và giai đoạn thứ ba nữa là giai đoạn phóng loãng. Như thế thì chúng ta sẽ biết được rằng sau này thì khi nào thì là hở eo cổ tử cung. Cổ tử cung hở eo chính là lỗ trong cổ tử cung nó mở ra ở ngoài các cái giai đoạn sinh lý, thì người ta tính là cổ tử cung hở eo. Còn cổ tử cung ngắn thì là khi kích thước của nó là sao? Dưới 2,5 cm. Còn cổ tử cung dài là khi kích thước từ lỗ trong đến lỗ ngoài là trên 4 cm. Đấy. Chúng ta lại quay trở lại bài học nhé. Thế thì thế nào là cái hiện tượng lộ tuyến cổ tử cung? Cấu tạo bình thường là biểu mô nát tầng ở phía ngoài, che phủ biểu mô trụ có tính tiết dịch. Nhưng hiện tượng lộ tuyến cổ tử cung ở đây chính là cái biểu mô nát tầng nó bị mất đi. Và biểu mô trụ thì hở ra. Thì người ta gọi đấy là chính là hiện tượng nộ tuyến cổ tử cung. Hiện tượng nộ tuyến cổ tử cung thì có thể là nộ tuyến sinh lý. Thế thì những trường hợp như thế nào thì người ta gọi là hiện tượng nộ tuyến cổ tử cung sinh lý? Chính là những cái phụ nữ mang thai
Hoặc là sau sinh trong 6 tháng đầu. Sau sinh trong 6 tháng đầu thì người ta thấy rằng biểu mô trụ ở phần ống cổ tử cung thì có hiện tượng bò ra phía ngoài. Thì nó làm cho cái biểu mô nát tầng nó lại nó không che phủ được hết cái biểu mô trụ. Nên người ta gọi đấy là hiện tượng nội tuyến sinh lý. Tiếp theo nữa là những cái trường hợp phụ nữ mà dùng cái thuốc tránh thai có chứa estrogen. Đấy. Đấy, giống như là cô nói rằng biểu mô trụ nó tiết dịch nhiều phụ thuộc vào cái estrogen do cái buồng trứng có các cái nang noãn nó lớn nó phát triển nó tiết estrogen đấy. Thì cái estrogen ở những cái người mà dùng thuốc tránh thai kéo dài nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng nội tuyến sinh lý. Là biểu mô nát tầng không che phủ hết được biểu mô trụ mà biểu mô trụ lại bò ra phía ngoài. Đấy. Còn có những cái trường hợp mà người ta có cái tình trạng cường estrogen. Ví dụ như là những cái người có những cái nang buồng trứng cơ năng. Tức là bình thường thì nang noãn nó phát triển đến khoảng giữa kỳ kinh thì sẽ có cái hiện tượng phóng noãn. Nhưng vì một cái lý do nào đó là cái noãn đấy nó không phóng ra được. Thế là thành ra là người ta nó vẫn tiếp tục được tiết estrogen ở các cái tế bào hạt của cái nang noãn đấy thì có thể dẫn đến cái tình trạng người ta bị cường estrogen. Rồi là những cái người mà bình thường có một nang noãn phát triển cho một chu kỳ kinh, nhưng có những trường hợp thì có thể có nhiều nang noãn hơn, nhiều hơn một nang noãn phát triển, thì lúc đấy nó có thể dẫn đến cái tình trạng mà người ta bị cường estrogen đấy, gây ra cái hiện tượng nội tuyến sinh lý. Còn sự tái tạo ở cổ tử cung là gì? Sự tái tạo ở cổ tử cung chính là cái hiện tượng mà biểu mô nát tầng nó phải che phủ được cái biểu mô trụ đi. Hoặc là cái biểu mô trụ nó sẽ bò vào phía trong rồi nó dị sản, chuyển sản. Thì đấy người ta chính gọi là cái hiện tượng tái tạo cổ tử cung. Và sự tái tạo cổ tử cung thì có thể hoàn thiện nhưng mà cũng có khi thì nó sẽ không hoàn thiện, tức là biểu mô trụ nó không được che phủ hết bởi biểu mô nát tầng. Đấy, biểu mô trụ nó không được che phủ bởi biểu mô nát tầng hết thì đấy là người ta gọi là sự tái tạo không hoàn thiện. Và sự tái tạo không hoàn thiện này nó sẽ để lại các cái di chứng như là các cái nang nabob hoặc là các cái cửa tuyến hoặc đảo tuyến. Thế thì trên thực tế thì chúng tôi gặp mà cái nang bốt này rất là nhiều. Và nhiều bệnh nhân thì đến khám và rất là lo lắng. Vì người ta đi đến, người ta kể. Thậm chí nhưng mà người ta lại còn không nhớ được cụ thể cái từ ngữ mà người ta, bác sĩ đã đọc ấy. Một số có cô thì đến là: "Bác sĩ ơi, bác sĩ xem cho em, chứ em bị nang robot cổ tử cung." Thế người ta bảo rằng em mà không điều trị thì nó có thể cái này nó ung thư. Đấy. Thì mẹ chú ý với các bạn là chúng ta đang học ở đây là các tổn thương lành tính nhá, chứ không phải là tổn thương ung thư. Vậy thì nang nabob không phải là ung thư. Đấy. Cái nang nabob này các em có thể tưởng tượng nó giống như là cái mụn trứng cá ấy. Như mụn trứng cá của chúng ta. Do cái lỗ chân lông nó bị viêm, nó đọng các cái dịch viêm. Nó đọng các dịch viêm và bạch cầu tập trung đến, rồi là cách dịch viêm nó đọng lại đó thì nó hình thành nên cái mụn trứng cá. Thì cái nang nabob này cũng vậy, bản thân là do cái nội tuyến thì khi mà biểu mô sự tái tạo ở cổ tử cung thì biểu mô nát tầng nó che phủ cái biểu mô trụ đi, nhưng mà nó che phủ thì
nó che phủ luôn cả cái cửa tuyến tiết dịch. Đấy, nó che phủ cả cái cửa nên là cái việc tiết dịch của biểu mô trụ phía dưới vẫn tiếp tục diễn ra nhưng mà nó không thoát ra ngoài được. Nó không thoát ra ngoài được nên nó tạo thành cái nang chứa dịch ở đó. Thì gọi đó là các cái nang Nabot. Nang Nabot này là nang lành tính chứ không phải ung thư. Tiếp nữa là sự tái tạo thì còn có thể để lại cái di chứng, đó là các cửa tuyến hoặc đảo tuyến, chính là những cái đám nộ tuyến mà không biểu mô nát tầng nó không che phủ đi hết thì người ta gọi đến là các cái cửa tuyến và đảo tuyến. Đây là cái hình người ta vẽ và chụp nó chưa rõ ràng lắm nhưng mà các bạn sẽ nhìn cái hình phía sau này. Đây ạ. Đây chính là cái nang Nabot đây ạ. Đấy, ở đây có rất nhiều các cái nang Nabot. Đấy, chỗ này nữa và đây nữa. Đấy, là các cái nang Nabot khi mà cái sự tái tạo của cổ tử cung nó để lại các di chứng. Còn đây là các cái đám nộ tuyến và sự tái tạo nó chưa hoàn toàn, nó để lại các cửa tuyến và đảo tuyến. Thì các bạn sẽ thấy này là có những cái phần mà biểu mô nát nó che phủ đi, nó nhẵn nhưng nó để lại các cái đám nỗ này. Đây là chính là các cái cửa tuyến và nhiều cái cửa tuyến tập trung lại thành một vùng thì người ta gọi đến là đảo tuyến. Ở cái vùng này thì cái sự tái tạo nó để lại các cái cửa tuyến nó rất là thưa thôi. Đấy, nhưng mà cái vùng này thì khá là nhiều. Đây ạ. Đấy là sự tái tạo của cổ tử cung. Chúng ta sẽ chuyển sang phần chính của nội dung bài học của chúng ta hôm nay, đó là các tổn thương lành tính ở cổ tử cung. Các tổn thương lành tính, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các tổn thương không đặc hiệu ở cổ tử cung. Tổn thương không đặc hiệu đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là tổn thương viêm cổ tử cung. Viêm cổ tử cung. Các bạn chú ý nhé, từ trước đến giờ chúng ta cứ đánh đồng và hiện tại bây giờ cũng thế. Có rất nhiều các bác sĩ cứ đánh đồng cái tổn thương viêm và tổn thương nội tuyến, cứ gọi chung gộp nó vào với nhau. Đấy. Nhưng mà thực ra thì hai cái tổn thương này hoàn toàn khác nhau. Viêm khác, nội tuyến khác. Đấy. Thế thì viêm ở cổ tử cung có thể do rất nhiều nguyên nhân. Có thể do vi khuẩn, có thể do nấm, có thể do ký sinh trùng, có thể do virus. Đấy. Và với mỗi nguyên nhân này, nó sẽ có các cái biểu hiện ra phía ngoài khác nhau. Đấy. Và vì sao người ta lại gọi nó là tổn thương không đặc hiệu? Tôi sẽ gọi thử một bạn xem là em hiểu thế nào là tổn thương không đặc hiệu nhé. Sovandava, Sarom, Sovanada. Chào cô ạ. Vâng, chào bạn. Em lưu học sinh nước nào nhỉ? Em nước Cam ạ. Bạn có thể cho cả lớp nhìn xem là hôm nay dung nhan thế nào không? Mở cam cho cả lớp nhìn xem nhỉ? Mở cam không ạ? Ừ.
mơ rồi gọi. Lớp chưa nhìn thấy hình ảnh của bạn. Em mơ rồi gọi. Vừa mở cam vừa trả lời câu hỏi nha. Suy nghĩ trả lời câu hỏi. Em hiểu thế nào là tổn thương không đặc hiệu không? Không bỏ. Không trả lời được. Không có sự kết hợp. Các bạn. Em trả lời các bạn. Không có sự kết hợp kháng nguyên và kháng thể các bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn các bạn. Tôi sẽ mời một bạn khác nữa xem nhé. Tạ Thị Mai Anh ạ. Vậy em chào họ, cô nghe rõ không ạ? Cô nghe thấy rồi. Bạn có thể cho cô và cả lớp biết thế nào là tổn thương không đặc hiệu không? Thưa cô là, theo em thì tổn thương không đặc hiệu là tổn thương gây ra bởi những tác nhân do vật lý hóa học hoặc là những tác nhân do vi khuẩn virus chung mà không gây nên những không gây nên cái phản ứng viêm đặc hiệu trong cơ thể ạ. Còn gì không em? Thứ nhất là có một ý rất đúng, đó là nó không gây ra được cái triệu chứng. Nói một cái từ không có triệu chứng đặc hiệu. Đấy, đúng không? Nó có dễ hiểu hơn không? Ừ. Thứ nhất là nó không có triệu chứng đặc hiệu. Nó có thể có nhầm lẫn. Ui dồi, không biết cái này cũng có hình như nó giống như là vi khuẩn gây ra, nhưng nó cũng giống như là ký sinh trùng. Đấy, người ta gọi là không đặc hiệu, tức là không có triệu chứng đặc hiệu. Còn ý gì mà nó không đặc hiệu nữa không? Cô sẽ hỗ trợ nhé. Được không? Có một cái nữa, đó là không có cái cách điều trị đặc hiệu. Không có cái cách điều trị đặc hiệu. Tức là chúng ta có thể dùng một cái thứ điều trị cho nhiều nguyên nhân. Đấy, người ta gọi là không có cách điều trị đặc hiệu. Đấy. Thế thì tuy nhiên thì nó ở một mức độ nào đấy nó cũng sẽ có những cái biểu hiện để chúng ta phân định được một chút. Chứ không phải là không. Nhưng mà để chính xác thì chúng ta sẽ có các cái xét nghiệm để chúng ta tìm cái nguyên nhân. Chúng ta sẽ lấy dịch để chúng ta soi tươi, chúng ta nuôi cấy vi khuẩn. Rồi chúng ta có thể kèm theo với nữa là chúng ta sẽ làm kháng sinh đồ để chúng ta có cái chẩn đoán cụ thể hơn và có cái cách điều trị để cho nó gần gần nhất đến để có hiệu quả trong điều trị. Thế thì tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy như là sau này thì có các cái bài nó sẽ tổn thương chuyên sâu hơn. Thì thấy ví dụ như khí hư mà do nấm, các tổn thương do nấm thì người ta sẽ có cảm giác rất là ngứa. Dịch thì trắng đục phết trên thành âm đạo. Đấy. Nhưng mà các cái dạng mà do vi khuẩn vi khuẩn do tụ cầu chẳng hạn thì nó sẽ có cái dạng như là màu khí hư nó màu vàng hoặc màu xanh và có thể có mùi hôi.
Đấy. Rồi đặc biệt nữa là trong các cái tổn thương viêm thì người ta sợ như là nếu mà liên quan đến vấn đề vô sinh và là một trong những cái chỉ định mà phải khám cho những cặp vợ chồng đi khám vô sinh hiếm muộn, đó là các cái yếu tố viêm do cái con chlamydia này. Đấy, con chlamydia này nó dẫn đến cái nguy cơ dính tắc vòi trứng cực kỳ cao. Đấy, gây nguy cơ dính tắc vòi trứng. Tuy nhiên thì trong vấn đề điều trị thì các bạn này chú ý là những cái tổn thương viêm ở cổ tử cung này thì các bạn nên điều trị tại chỗ, tức là các bạn sẽ sử dụng thuốc tại chỗ, có thể là qua rửa, có thể là qua đường đặt tại chỗ đấy thì nó hiệu quả sẽ tốt hơn. Đấy, hơn là cái việc mà các bạn dùng đường toàn thân, nhất là cái đường toàn thân mà sử dụng qua đường uống thì hiệu quả nó cực kỳ kém. Tức là chúng ta uống bao nhiêu lâu sau thì nó mới đến cái vùng cổ tử cung để có tác dụng điều trị. Đấy. Và các cái yếu tố viêm này nó sẽ cũng có, sẽ có những cái đặc thù theo lứa tuổi. Ví dụ như là những cái phụ nữ mang thai thì giai đoạn mang thai người ta rất dễ bị viêm. Bản thân là khi mang thai thì sức đề kháng của người ta giảm nên các yếu tố viêm nó dễ xâm nhập nên là rất dễ bị viêm. Thứ hai nữa là khi mang thai cái pH âm đạo của người ta nó thay đổi, nó trở nên acid. Đấy, acid hơn nên là nó lại làm cho pH của âm đạo vốn dĩ là nó mang tính hơi acid một chút, nhưng trong giai đoạn mang thai nó lại càng tính acid hơn. Và khi mà pH âm đạo mà acid thì nó lại thuận lợi cho nấm phát sinh. Nên phụ nữ mang thai thì dễ bị viêm và rất dễ bị viêm do nấm. Và cái cách điều trị nhiều khi người ta chỉ rửa bằng các dung dịch kiềm cũng có tác dụng. Các bạn chú ý. Rồi ví dụ như là những cái người mà ở những cái môi trường mà có ký sinh trùng, trùng roi thì nó cũng có những đặc thù. Đây, câu chuyện của một cái trường hợp mà bị viêm do ký sinh trùng. Thế thì các bạn đã học qua cái bộ môn vi sinh, ký sinh trùng thì biết thầy Chiến ạ. Nó có biết thầy Chiến không? Có bạn nào trả lời cô có biết thầy Chiến không nhỉ? Dạ có. Đúng không? Thầy Chiến dạy về vi sinh rất hay đúng không? Dạ vâng, thầy Chiến ngày trước làm trưởng bộ môn nên đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Thầy Chiến thì thầy có trong một cái nhóm nghiên cứu cộng đồng ấy. Có một lần thầy có hỏi cô như thế này. Thầy hỏi cô rằng, cô Hiền ơi, tôi đang nghiên cứu, tôi đang làm cái đề tài nghiên cứu cho hai nhóm phụ nữ. Một nhóm phụ nữ ở thành phố, thành thị, và một nhóm phụ nữ ở cái làng nghề trồng đay để tìm hiểu xem cái nguy cơ nhiễm về trùng roi. Nhiễm về trùng roi. Thì thầy mới hỏi tôi, cô Hiền giải thích hộ là tại làm sao mà tôi nghiên cứu hai nhóm phụ nữ đấy thì trùng roi thì nó hay ở trong môi trường nước. Thế này khi mà tôi nghiên cứu thì tôi làm cái nghiên cứu tôi xét nghiệm, tôi kiểm tra thì tôi thấy rằng cái nhóm phụ nữ ở thành thị ấy, người ta còn có cái tỷ lệ nhiễm trùng roi nhiều hơn ở cái nhóm phụ nữ ở cái làng nghề làm đay trồng đay. Có cái đặc điểm là ở làng nghề làm đay trồng đay thì họ cứ phải ngâm mình dưới nước để họ giặt đay ấy. Đấy. Thế nhưng mà lại không bị nhiễm trùng roi nhiều như ở thành thị. Đấy. Thì thầy có một lần thầy hỏi tôi như thế. Còn cái hiện tượng mà phụ nữ mang thai mà
bị viêm âm đạo cổ tử cung do nấm thì rất là nhiều. Đấy, thì có bạn nào giải thích được cái câu hỏi của thầy Chiến không? Nguyễn Thị Huyền. Em thưa cô là em chưa nghĩ ra ạ. Em chưa nghĩ ra. À, cảm ơn em. Có bạn nào trong lớp nghĩ ra được không? Cái này nó liên quan đến cái vấn đề về vệ sinh trong phụ khoa nhé. Thứ nhất là nãy cô có cái cho các bạn về vấn đề điều trị này, không chỉ mỗi cái viêm cổ tử cung này đâu mà các cái viêm nhiễm phụ khoa nói chung thì các bạn cố gắng là điều trị tại chỗ nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Còn cái câu hỏi của thầy Chiến nó cũng liên quan đến cái vấn đề điều trị đấy. Và liên quan đến vấn đề mà các bạn sẽ tư vấn cho người ta trong cái vấn đề vệ sinh phụ khoa, vệ sinh sinh dục. Cô sẽ nói về cái câu trả lời cho thầy hôm đấy nhé. Là ở nhiều khi có một cái câu là sạch quá cũng không tốt. Thế thì tôi có trả lời với thầy rằng là khả năng là em có gặp một số cô là đến thắc mắc với em như này, đến khám phụ khoa rồi thắc mắc với em như này là các cô đến rồi bảo là cô khám cho tôi xem là tại làm sao mà tôi cứ đến gặp các cô thì tôi khỏi, nhưng sau một thời gian nó lại quay trở lại cái hiện tượng đó. Đấy. Thì với tiếp nữa là các cô ấy hỏi tiếp cái câu là tôi thì rất là sạch sẽ, nước rửa là tôi còn đun sôi, xong rồi để nguội, rồi tôi còn pha dung dịch vệ sinh vào đó và còn sạch nữa là vì là tôi nghỉ hưu rồi rất là dỗi ở nhà nè. Tối nào tôi cũng phải pha chậu nước sôi với dung dịch, nước sôi để nguội với dung dịch vệ sinh và tôi phải ngồi vào đó ngâm khoảng 30 phút. Nhưng mà nó lại rất dễ bị viêm. Đấy. Rồi nữa là có những cô thì giải thích là tiếp nữa là cô sẽ có câu hỏi là các bạn thấy cái con E. coli ấy, nó ở đâu nhỉ? Có bạn nào biết con E. coli ở đâu không? Bạn nào biết có thể lên tiếng? Ở trong phần ở trong nước có nhiễm khuẩn, có nhiễm phần. E. coli là vi khuẩn, nó sẽ ở đâu nhỉ? Vi khuẩn đường ruột ạ. Đúng rồi, có một bạn có câu trả lời rất chính xác. E. coli ở vi khuẩn đường ruột. Thế mà nếu có thì ví dụ như là gần nhất mà ra bên ngoài là thấy nó ở hậu môn đúng không? Thế nhưng mà có những trường hợp chúng tôi lấy dịch âm đạo, dịch cổ tử cung làm xét nghiệm thì tìm thấy có E. coli. Và điều trị E. coli thì người ta dùng metronidazole. Mà cái viên metronidazole ở trên thị trường ấy chính là cái viên mà các bạn có thể nghe là các bà, các ông hoặc bố mẹ chúng ta, mà những cái người khoảng ngoài 40 tuổi rồi ấy, những bạn nào mà bố mẹ mà khoảng ngoài 40 tuổi rồi sẽ biết là hay gọi cái từ rất là thông dụng, đó là dùng canium hoặc là clocid. Tôi dùng viên canion hoặc viên clonoxid, tôi đặt vào trong đó mấy hôm là nó hết.
nó hết, nhưng mà sau đó thì nó lại một thời gian sau nó lại quay trở lại cái hiện tượng đó. Thì tất cả những cái này đều do cái hiện tượng mà thói quen vệ sinh chưa đúng cách. Tức là khi người ta rửa vệ sinh cơ quan sinh dục ấy, là người ta sẽ không được rửa vào trong. Khi mà thụt rửa vào trong thì chúng ta sẽ đưa vi khuẩn từ ngoài ngược dòng vào trong âm đạo cổ tử cung. Cái thứ hai nữa là không được ngâm. Đấy. Ở phụ nữ mà khi rửa vệ sinh thì nếu mà ngâm thì không bao giờ ngâm được mỗi cơ quan sinh dục, mà thường sẽ ngồi vào ngâm và hậu môn. Nó sẽ theo các cái vi khuẩn, các cái viêm ở vùng hậu môn, nó sẽ theo cái đường nước và nó ngược dòng lên âm đạo của người ta, dẫn đến cái yếu tố viêm như vậy. Chính vì vậy mà cái câu hỏi của thầy Chiến mình cũng trả lời được. Có trả lời được không ạ? Vì là các bà ở thành phố thì nhiều khi là buổi tối thì rất là rỗi. Mà nhất là các bà lớn tuổi rồi, lại nghỉ hưu rồi, không đi làm, nó có thời gian, là các bà hay pha nước ngồi ngâm. Đấy. Và thói quen thụt rửa vào trong. Đấy. Sau này thì trong cái điều trị, các bạn không chỉ dùng thuốc cho người ta, nhưng các bạn sẽ còn phải hướng dẫn cả cái chế độ vệ sinh sinh dục. Một cái nữa đó là cái trong cái vấn đề điều trị đó là phải điều trị cho bạn tình. Điều trị cho bạn tình. Đối với những cái viêm nhiễm sinh dục mà lây truyền qua đường tình dục. Cô gọi chung ở đây là bạn tình vì nhiều khi có thể là chồng, nhưng có thể là người yêu, nhưng cũng có khi chỉ là bạn tình thôi. Thế thì khi người ta có sinh hoạt tình dục thì đối với những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục thì nam giới người ta sẽ tiếp xúc và có mang cái mầm bệnh. Thế nhưng mà mình chỉ điều trị cho một mình nữ giới thôi thì mình điều trị bằng thuốc sẽ ổn. Nhưng sau một thời gian thì người ta có sinh hoạt tình dục trở lại thì cái yếu tố viêm nó từ nam giới nó lại lây ngược trở lại. Và nó thành cái vòng luẩn quẩn là người ta sẽ đến, người ta than phiền với chúng ta rằng em cứ đến gặp bác thì em hết, nhưng sau một thời gian thì em lại có cái hiện tượng viêm như vậy quay trở lại. Đấy. Thì trong cái vấn đề điều trị là có các cái chú ý cho các bạn như vậy. Không chỉ một cái viêm cổ tử cung, chúng đang học về cái tổn thương viêm cổ tử cung. Thì ở đây là viêm do cái con chlamydia, nó có cái khí hư, các bạn nhìn trên hình này. Khí hư trắng đục. Đấy. Trong ống cổ tử cung. Đấy. Cái này mà khi các bạn lấy làm xét nghiệm, lấy dịch này, các bạn soi tươi kiểm tra thì rất dễ. Thế còn có những cái mà cái con chlamydia này nó biểu hiện cái triệu chứng nhiều khi nó không rầm rộ, nhưng mà có một cái đặc điểm là điều trị thuốc đối với nó thì rất là dễ, nhưng mà cái thuốc thì nó cũng có chống chỉ định cho phụ nữ mang thai và nuôi con bú. Ví dụ như cái metronidazole thì cũng chống chỉ định cho phụ nữ mang thai và nuôi con bú. Hoặc như là điều trị cái này thì người ta có thể dùng cái doxycycline. Hoặc điều trị cho tụ cầu. Tụ cầu thì người ta có thể dùng cái clotrimazole. Ciprofloxacin. Thì cái nhóm này người ta cũng chống chỉ định cho phụ nữ mang thai và nuôi con bú. Thế các bạn chú ý. Tổn thương không đặc hiệu tiếp theo chúng ta tìm hiểu là hiện tượng viêm ống cổ tử cung. Viêm ống cổ tử cung thì có đặc điểm là cái ống cổ tử cung nó rất là dài. Từ lỗ trong đến lỗ ngoài nó tận, nếu mà người bình thường nó tận từ 2,5 đến 4 cm. Thế thì khi khám những cái hiện tượng viêm ống cổ tử cung này ấy, thì thường chúng ta sẽ thấy là trong cái động tác khám của chúng tôi khi chúng tôi mở mỏ vịt ấy,
là chúng tôi sẽ thay đổi cái kích thước của cái mỏ vịt để có thể quan sát kỹ hơn cái ống cổ tử cung sâu vào phía trong. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ dùng các cái tăm bông nhỏ để chúng tôi đưa sâu vào trong ống cổ tử cung để lấy cái dịch này để làm xét nghiệm xem là cái viêm có phải chính xác nó viêm ở trong ống cổ tử cung hay không. Đấy. Và cái đối với cái viêm ống cổ tử cung này thì trong cái vấn đề điều trị thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ dùng kết hợp với đường toàn thân thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Ngoài cái đường tại chỗ là chúng ta đặt rửa ở âm đạo, ở cổ tử cung bề mặt phía ngoài thì chúng ta sẽ kết hợp với thuốc dùng toàn thân nữa thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Đường toàn thân thì các bạn có thể cho đường uống hoặc đường tiêm. Đấy. Thì nó sẽ được vào sâu bên trong ống cổ tử cung nữa thì hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn. Một cái tiếp theo, tổn thương không đặc hiệu tiếp theo nữa là cái nội tuyến cổ tử cung. Đấy nhá. Mẹ nhắc lại một lần nữa là chúng ta cứ đánh đồng là viêm nội tuyến cổ tử cung, nhưng từ nãy đến giờ là cô có viêm cổ tử cung, rồi viêm ống cổ tử cung và bây giờ có nội tuyến cổ tử cung. Đấy. Thì nội tuyến cổ tử cung cũng là một cái tổn thương không đặc hiệu, là một cái tổn thương lành tính. Đấy, là một cái tổn thương lành tính. Thế thì cái nội tuyến này thì có nội tuyến sinh lý, nhưng bây giờ còn có nội tuyến bệnh lý. Thế nào là nội tuyến bệnh lý? Nội tuyến bệnh lý là ngoài cái giai đoạn người ta mang thai hoặc là sau sinh 6 tháng đầu mà cái biểu mô trụ nó không được che phủ bởi biểu mô nát tầng nữa thì đấy cũng là cái nội tuyến bệnh lý. Rồi nữa là những cái người mà người ta không sử dụng thuốc tránh thai rồi không bị cường estrogen mà người ta có cái biểu hiện của biểu mô trụ nó nộ ra, biểu mô nát tầng không che hết, không che phủ được thì đấy cũng là nội tuyến bệnh lý. Thì ở trên hình ảnh các bạn quan sát này, các bạn sẽ thấy đây chính là cái hình ảnh người ta soi cổ tử cung. Và cái hình ảnh thứ nhất này là cái hiện tượng mà soi cổ tử cung mà có chấm Nugol. Nugol thì ở cổ tử cung nhé, cái biểu mô nát tầng ở đây này, nó có chứa các cái glycogen. Có chứa các glycogen thì đối với biểu mô khi mà chúng ta chấm Nugol ấy thì trong Nugol nó có iốt, thế thì cái glycogen nó sẽ bắt màu iốt, tức là cái vùng nào mà không bị nội tuyến có cái biểu mô nát tầng này thì nó có các cái glycogen thì nó bắt màu iốt. Đấy, còn cái vùng nội tuyến này, vùng nội tuyến này thì nó bị mất cái biểu mô nát tầng, nó không có cái glycogen nữa, thế nên là nó không bắt màu iốt thì chúng ta sẽ quan sát rất rõ cái vùng nội tuyến này ạ. Đấy. Tiếp theo nữa là cái hình ảnh bên cạnh đây là hình ảnh mà người ta gọi là chứng nghiệm axit acetic. Tức là đây là các bôi axit acetic vào đây ạ. Thì ở cái bản thân cái dịch của biểu mô trụ nó tiết ra ấy, thì nó là chính là các lipoprotein. Ở đây có chứa các protein. Thế thì khi chúng ta chấm axit acetic thì nó sẽ làm xe bề mặt. Xe bề mặt tức là làm kết tủa khi có protein. Thì chúng ta xe bề mặt thì chúng ta nhìn quan sát rất rõ là cái vùng không nội tuyến của biểu mô nát tầng nó trơn. Còn ở đây thì nó bị mất cái biểu mô nát tầng đi rồi. Và axit acetic nó làm xe bề mặt thì chúng ta nhìn rất rõ các cái nội tuyến đấy ạ. Đấy. Cái trường hợp này nội tuyến rất là rộng. Nội tuyến cổ tử cung. Chúng ta có điều trị cái nội tuyến.
Điều trị cái nội tuyến này thì chúng ta có thể dùng thuốc, chúng ta có thể dùng hóa chất, chúng ta có thể dùng nhiệt. Bản thân là chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ làm cho cái biểu mô nát tầng, nó bò, nó che phủ biểu mô trụ đi. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ diệt cái biểu mô trụ đi. Đấy, cái cách thứ hai nữa là chúng ta sẽ diệt cái biểu mô trụ đi. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ, các bạn sẽ nghe thấy rằng người ta sẽ sử dụng cái phương pháp đốt, đốt nội tuyến, chứ không phải đốt viêm nhé, đốt nội tuyến. Thế thì những cái nội tuyến sinh lý hoặc là những cái nội tuyến diện hẹp thì nhiều khi là không điều trị, nó có thể tự khỏi. Đấy. Nhưng còn những trường hợp nội tuyến diện rộng và kèm theo với viêm, tái phát nhiều đợt thì chúng ta phải sử dụng thuốc và kết hợp với đốt diệt tuyến thì nó mới hết được, mới khỏi được. Vậy thì đốt diệt tuyến người ta có thể dùng cái gì? Ngày xưa cổ điển nhất là người ta dùng hóa chất. Chính bản thân là người ta dùng các cái dung dịch iốt ấy, iốt đặc. Là người ta cũng diệt được cái biểu mô trụ đi. Đấy, để cho biểu mô nát tầng nó sẽ dần dần nó sẽ bò che phủ biểu mô trụ để tái tạo lại cái tổ chức cổ tử cung bình thường. Cái tiếp nữa là sau này người ta dùng nhiệt. Nhưng mà nhiệt dưới dạng là người ta sử dụng các cái đầu chùy, người ta sẽ hơ dưới ngọn lửa đèn cồn để nó sinh ra nhiệt, nhiệt nóng. Và sau đó sẽ áp vào cái vùng bị nội tuyến đó để diệt cái biểu mô trụ đi. Thế là tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa là người ta dùng điện thì người ta sinh ra nhiệt nóng bằng các cái máy đốt điện hoặc là dùng máy đốt. Tạo ra laser cũng là sinh ra nhiệt nóng để diệt cái biểu mô trụ. Còn sau này nữa thì bây giờ có cái áp lạnh. Bản thân cái áp lạnh ở đây là chính là người ta dùng nitơ hoặc CO2 hóa lỏng, tức là dùng nhiệt lạnh cũng là diệt tuyến, cũng diệt biểu mô trụ đi. Dùng cái nhiệt nóng hoặc nhiệt lạnh thôi, chứ không phải là dùng cái nhiệt nhiệt nóng là không đúng mà nhiệt lạnh mới là tốt. Không phải như thế. Đối với mỗi trường hợp chúng ta áp dụng cho thật cụ thể. Đấy. Có những trường hợp nội tuyến sinh lý thì chúng ta còn không phải điều trị. Đấy. Thế còn ngày xưa thì người ta còn dùng các hóa chất còn được. Đấy, bây giờ thì mới sau này thì chúng ta có thể dùng máy đốt điện hoặc máy đốt laser. Hoặc là dùng máy áp lạnh lên cổ tử cung để diệt biểu mô trụ. Và thời điểm để đốt nội tuyến là thường sau sạch kinh khoảng 3 đến 5 ngày. Và chú ý là chúng ta sẽ phải làm sạch cái viêm, điều trị hết các cái viêm cấp tính thì chúng ta mới diệt tuyến. Chứ chúng ta không đốt diệt tuyến khi đang viêm cấp tính, khi còn đang viêm. Và đặc biệt nữa là không làm khi có tổn thương nghi ngờ ung thư hoặc tổn thương ung thư, cũng không điều trị bằng cách diệt tuyến. Thế thì tôi thử hỏi một bạn xem là tại sao, em có nghĩ là tại sao người ta thường đốt diệt tuyến sau sạch kinh 3 đến 5 ngày không nhá? Phụ nữ có thai người ta cũng không đốt diệt tuyến nhá. Vì là đấy là đang là giai đoạn mà nó có những cái nội tuyến sinh lý. Thế còn tại sao lại diệt tuyến sau 3 đến 5 ngày sau sạch kinh? Tôi mời bạn bạn Hoa đi. Mời bạn Nguyễn Thị Hoa đi. Dạ thưa cô, là em chưa có câu trả lời ạ. À bạn Hoa chưa có câu trả lời. Có bạn nào trong lớp hỗ trợ cho bạn Hoa được không? Em đâu cô? Vâng, mời em. Nếu
Bởi vì là sau khi mà đốt lộ tuyến ấy, thì sau một thời gian khoảng 10 đến 20 ngày thì cái diện đốt đấy nó sẽ bong vảy và nó có thể chảy máu. Thì nếu mà đốt vào một cái thời điểm khác sau sạch kinh 3 đến 5 ngày thì nó có thể trùng vào cái chu kỳ kinh nguyệt. Thì mình có thể bị nhầm lẫn với cái chu kỳ kinh nguyệt, nên là phải đốt sau sạch kinh 3 đến 5 ngày để có thể phân biệt được cái máu đấy là máu của cái diện đốt và hay là máu của chu kỳ ạ. Rồi, cảm ơn em. Bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Cẩm Anh ạ. Cảm ơn. Cẩm Anh có câu trả lời rất là chính xác. Cả lớp nhá, bạn Cẩm Anh trả lời rất chính xác. Tại đốt vào thời điểm mà sau sạch kinh 3 đến 5 ngày vì là thường sau đốt khoảng từ 1 tuần cho đến 10 ngày chứ không phải 20 ngày đâu ạ. 1 tuần đến 10 ngày thì bắt đầu là có cái hiện tượng bong vảy tại cái diện đốt. Và tùy theo cái mức độ bong vảy nó có thể bong đồng loạt hoặc bong từ từ. Nếu như mà những cái trường hợp mà bong đồng loạt khi nó chưa tái tạo được cái biểu mô trụ phía dưới, biểu mô nát tầng nó chưa ổn ấy, thì hiện tượng bong vảy này nó có thể gây ra hiện tượng chảy máu ở tại diện đốt. Và khi nó bị chảy máu tại diện đốt mà nó lại gần sát với cái ngày có đến chu kỳ kinh của người ta thì người ta sẽ không phân biệt được đây là ra máu do hiện tượng bong vảy diện đốt hay là máu kinh nguyệt. Đấy. Thế là nhiều khi là cứ nghĩ là máu kinh nguyệt, thế thì đến khi là cộng với cái máu kinh nguyệt ra nữa, thế là thành ra là có những trường hợp mà tôi đã phải xử trí trường hợp thậm chí mà sau khi đi đốt mà về sau là còn phải truyền máu do bị chảy máu tại cái diện đốt. Thế thì cái này thì cô lại nói thêm cho cả lớp nữa là đốt bằng nhiệt nóng hay đốt bằng nhiệt lạnh. Thì các bạn chú ý là có một cái đặc tính tổ chức cơ quan của chúng ta thì là nóng thì giãn nở mà lạnh thì co lại. Đấy. Và nếu như mà những cái vùng tổn thương thì mà có các cái mạch máu tăng sinh thì các em dùng bằng nhiệt nóng thì rất dễ là nó nguy cơ nó chảy máu. Nhưng nếu như các em dùng bằng nhiệt lạnh thì cái nguy cơ chảy máu của nó sẽ giảm đi. Đấy. Tuy nhiên thì nếu như tính về cái diện tái tạo sau này nhé, thì các cái tổn thương mà chúng ta điều trị bằng đốt bằng nhiệt nóng thì cái sẹo nó để lại sẽ nông hơn, mềm mại hơn. Còn đối với các cái nhiệt lạnh thì nó sẽ để lại cái tổ chức sẹo nó sẽ cứng hơn và sâu hơn. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ áp dụng cho từng trường hợp cụ thể. Ví dụ như là nếu như mà đốt nội tuyến cho những cái người còn nhu cầu sinh sản thì có thể chúng ta sẽ dùng bằng nhiệt nóng, bằng đốt điện, đốt laser. Nhưng mà nếu như mà không có nguyện vọng sinh sản nữa thì các bạn có thể sử dụng bằng đốt bằng nhiệt lạnh, sử dụng áp lạnh. Rồi là chúng ta quan sát thấy có các vùng mà tăng sinh mạch máu thì các bạn sử dụng đốt bằng nhiệt lạnh. Nhưng mà nếu như là những cái vùng mà không có tăng sinh mạch máu thì các bạn có thể sử dụng các đốt bằng nhiệt nóng là được. Đấy là cái một cái câu hỏi. Tiếp theo nữa là chú ý là chúng ta không đốt khi mà đang có viêm cấp tính. Tại vì sao? Vì đối với một cái tổ chức viêm thì sau này cái việc niền sẹo của người ta sẽ rất là các vết thương mà bẩn thì việc niền sẹo nó sẽ không đẹp, không thuận lợi. Đấy. Tất cả các vết thương, đặc biệt nếu ví dụ như trong chấn thương, nếu như mà chấn thương mà vết thương hở thì các bạn sẽ phải làm sạch vết thương rồi mới được khâu, mới được băng bó, chứ không thể để như thế mà khâu mà băng bó được. Đấy. Nếu mà hiểu chưa cái phần đốt khi mà có viêm cấp tính, tức là lại nhắc lại một lần nữa là chúng ta chỉ đốt để diệt tuyến, diệt nộ tuyến chứ không phải là đốt là điều trị viêm. Viêm phải sử dụng thuốc,
được không ạ? Viêm là phải sử dụng thuốc chứ viêm không sử dụng đốt. Đấy, và cái quá trình điều trị này nó sẽ để lại các cái di chứng như nãy cô nói rồi, cái sự tái tạo bình thường của nó cũng sẽ để lại các cái di chứng ở cổ tử cung. Đấy là toàn bộ cái phần tổn thương không đặc hiệu mà chúng ta tìm hiểu ở bài các tổn thương lành tính ở cổ tử cung. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 5 phút rồi chúng ta sẽ vào tiếp tục phần tiếp theo được không ạ? Dạ vâng ạ.
chúng ta tiếp tục bài học được không ạ? Vâng ạ. Được ạ. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các tổn thương đặc hiệu nhé. Các tổn thương đặc hiệu. Thì nãy cô có cái câu hỏi là thế nào là tổn thương không đặc hiệu rồi. Thì rất dễ đối với chúng ta bây giờ tổn thương đặc hiệu. Tổn thương đặc hiệu chính là sẽ có các cái triệu chứng đặc hiệu cho cái tổn thương đấy thôi. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có các cái phương án điều trị đặc hiệu. Đấy. Thì tổn thương đặc hiệu thứ nhất chúng ta tìm hiểu ở cổ tử cung chính là tổn thương nao ở cổ tử cung. Thì thấy rằng cái nao cổ tử cung này thường nó không đơn thuần chỉ có nao ở cổ tử cung đâu ạ. Và nó thường kết hợp với các cái nao khác. Có thể nao màng bụng, rồi nao về nội mạc tử cung. Đấy. Đối với cái tổn thương nao ở cổ tử cung này, người ta xếp nó vào cái nó là cái tổn thương đặc hiệu. Vì là cái vấn đề điều trị nao thì chúng ta thấy rằng điều trị nao sẽ phải theo chương trình điều trị nao, theo cái chương trình điều trị nao quốc gia. Đấy, chúng ta có riêng cái thuốc điều trị nao riêng. Nao ở cổ tử cung cũng phải có, cũng là cái thuốc đó. Mà nao màng bụng, nao phổi cũng điều trị cái thuốc đó. Thì đấy, người ta xếp nó vào tổn thương đặc hiệu. Các bạn sẽ đối với học phần này thì các bạn sẽ thi lý thuyết bằng cái hình thức là thi test, các cái câu hỏi test. Và đối với cái phần này thì tôi có các cái câu hỏi test rất là cụ thể, rõ ràng, nên là các em sẽ phải đọc hiểu và nhớ rất chính xác các cái tổn thương. Ví dụ như tổn thương nao cổ tử cung này thì chúng ta sẽ dễ nhầm với cái tổn thương gì đấy, hay tổn thương nao ở cổ tử cung sẽ có các triệu chứng như thế này đấy, thì các em sẽ phải đọc, phải hiểu, phải nhớ rất rõ thì chúng ta mới trả lời được các cái câu hỏi test đấy nhá. Thì đầu tiên là cái nao cổ tử cung. Cái tổn thương thứ hai các bạn học đó là tổn thương xăng răng mai, tổn thương đặc hiệu. Ở đây chính là cái hình ảnh của cái đặc hiệu, chính là cái tổn thương ổ nét của người ta gọi là các cái xăng. Ở đây là ổ nét có nó cứng, bờ rất là rõ, dễ chảy máu và thường kèm theo với có hạch phản ứng. Đấy, hạch phản ứng ở đây nó hay phản ứng hạch vùng bẹn. Và trên hình ảnh thì chúng ta soi, khi lấy các cái dịch chúng ta soi thì chúng ta sẽ thấy xoắn khuẩn răng mai. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu cái tổn thương khác ở cổ tử cung, cũng là tổn thương lành tính. Tổn thương khác ở đây chúng ta tìm hiểu nhất là cái polyp ở cổ tử cung. Các bạn nhìn ở trên hình ảnh, ở đây là hình ảnh một cái polyp ở cổ tử cung, mà polyp đây người ta gọi nó là một cái polyp tuyến. Polyp tuyến bản thân này chính là cái tuyến cái biểu mô trụ đấy. Nó là cái biểu mô ống tuyến tiết dịch đấy. Thế thì nó phát triển, nó tiết dịch, nó phát triển, nó có thể tạo ra cái polyp này. Còn có một cái loại nữa là polyp đế. Polyp đế thì thường nó là các polyp sơ, và chúng ta có thể hiểu nó gần giống như cái u sơ tử cung ấy ạ. Đấy. Gần giống như cái u sơ tử cung. Thế thì kể cả cái polyp tuyến hay polyp đế thì nó có thể bắt đầu ở bất kỳ cái vị trí nào trên cổ tử cung. Nó có thể ngay ở cái ngoài, cái lỗ cổ ngoài cổ tử cung này nó mọc ra, nhưng có những trường hợp nó có thể sâu vào bên trong hơn, trong ống cổ tử cung, thậm chí có những trường hợp nó vào đến cái lỗ trong cổ tử cung. Đấy. Và có những trường hợp thì polyp rất là dài, nó phát triển ra phía ngoài, nhưng có trường hợp thì chúng ta vô tình mà chúng ta có qua các hình ảnh siêu âm
hoặc là có các cái hình ảnh chúng ta sử dụng các cái thiết bị thăm dò vào trong ống cổ tử cung thì chúng ta phát hiện ra có các cái polyp ở sâu bên trong ống cổ tử cung nữa. Đấy. Thế thì thấy rằng các bạn sẽ thấy rằng cái polyp tuyến thì có tính chất là nó nhỏ này, nó mềm này, có cái là những cái polyp mà có cái cuống rất là dài. Cuống rất là dài. Nhưng mà các cái polyp đế hay polyp sơ thì nó lại to này và có cái nó to, nó ngắn. Nhưng mà cái chân của nó thì rất là rộng. Thế để xử trí các cái polyp tuyến này thì người ta sẽ hình thức người ta sẽ kẹp xoắn. Nhưng còn đối với các polyp đế thì người ta sẽ phải sử dụng phương pháp là cắt polyp. Có những trường hợp thì người ta cắt được polyp, cắt đến đâu người ta cầm máu đến đấy. Nhưng có những trường hợp người ta sẽ phải sử dụng đến cái phương pháp là cắt cổ tử cung. Đấy. Cắt một phần cái cổ tử cung thì mới cắt được cái polyp đó. Là cái polyp cổ tử cung. Có những trường hợp thì chúng tôi thấy rằng cái polyp nó sâu phía trong ống cổ tử cung ấy, nó cản trở cái quá trình, cái khả năng mang thai của người ta. Tức là nó làm cho cái lỗ cổ tử cung nó hẹp, thì tinh trùng nó khó có điều kiện di chuyển lên. Thì chúng ta tiến hành nội soi cắt polyp giống như là nội soi buồng tử cung, để cắt polyp ở trong buồng tử cung hay là các cái u xơ dưới niêm mạc, bảo tồn cái tử cung để giúp cho những cái người mà chưa có đủ con còn giữ được cái tử cung để có khả năng mang thai. Chứ nếu cứ có những cái polyp trong buồng tử cung rồi những cái u xơ dưới niêm mạc, thường là người ta sẽ cắt cái polyp buồng tử cung thôi, còn những cái u xơ dưới niêm mạc thì không cắt được đâu, vì thực ra là nó cái chân của nó rất là rộng. Và chúng ta cắt qua nội soi buồng tử cung xong thì vì nó mất cái hết cái lớp niêm mạc tử cung. Niêm mạc trong buồng tử cung thì tính chất của cái niêm mạc tử cung là nó không dính, nó làm vậy. Thì nếu như mà những trường hợp mà can thiệp mà làm mất hết cái niêm mạc tử cung, ví dụ như cái u xơ dưới niêm mạc mà nó khá to ấy, bản thân những cái polyp buồng tử cung hoặc những cái u xơ dưới niêm mạc ấy, nó dễ gây ra cho người ta cái hiện tượng bị rong kinh hoặc bị băng kinh. Vì đến khi có hành kinh thì cái niêm mạc tử cung nó bong ra. Niêm mạc tử cung bong ra thì đối với các cái polyp buồng hoặc là các cái u xơ dưới niêm mạc, thì khi niêm mạc tử cung bong ra thì nó có thể làm tổn thương mạch máu ở các cái khối u đó, và dẫn đến hiện tượng người ta ra máu nhiều hơn trong hành kinh và ra máu kéo dài hơn, thì người ta gọi đến là rong kinh hoặc băng kinh. Thế thì thực ra là những cái u xơ dưới niêm mạc, mặc dù u xơ không kích thước không quá lớn nhưng mà vẫn phải can thiệp phẫu thuật, vì nó gây ra cái biến chứng là rong kinh và băng kinh, làm cho bệnh nhân mất máu nhiều thì vẫn phải can thiệp phẫu thuật. Và phẫu thuật những trường hợp đấy thì rất khó bảo tồn cái tử cung, vì bản thân là nó làm cho là cái chân của nó rất rộng, như chúng ta lấy thì nó sẽ làm tổn thương hết cái lớp niêm mạc tử cung và làm cho cái hiện tượng dính buồng tử cung. Thì khi mà bị dính buồng tử cung thì cái chức năng của cái tử cung có giữ cũng không để làm gì nữa. Nên nó dính buồng tử cung thì người ta cũng không thể mang thai được. Và nếu như có can thiệp mà tách dính buồng tử cung thì sau này người ta phải sử dụng các cái vòng nội tiết. Người ta đặt vào trong buồng tử cung một thời gian để nó tái tạo lại cái lớp niêm mạc tử cung. Sau đó thì người ta mới tháo cái vòng tử cung đấy ra và cho người ta mang thai. Đấy. Thì nói về cái polyp ở cổ tử cung thì tôi nói thêm cho các bạn ở trong buồng tử cung là như vậy. Thì có, bây giờ người ta có nội soi. Giống như cái việc mà ở nam giới hoặc nữ giới mà bị sỏi thận.
mà bị sỏi thận hoặc là sỏi niệu quản thì người ta sẽ nội soi ngược dòng qua đường niệu đạo, lên bàng quang rồi lên niệu quản, lên thận để người ta xử lý cái sỏi đó. Thì ở đây chúng tôi cũng qua ngả âm đạo, qua kênh cổ tử cung thì chúng tôi vào buồng tử cung để tôi xử trí nội soi, chứ không cứ là phải đi qua các cái đường trên bụng. Tổn thương khác gặp nữa đó là cái nạc nội mạc tử cung. Nạc nội mạc tử cung, ở đây trên hình ảnh cái nạc nội mạc tử cung chính là các cái chấm đen đây ạ, ở vị trí 3 giờ và vị trí 9 giờ ạ, chứ không phải là cái vùng này đâu ạ, không phải là cái vùng nét đỏ đây ạ. Cái vùng nét đỏ ở đây chính là cái vùng nội tuyến đấy các bạn ạ. Đấy. Thế thì cái nạc nội mạc tử cung này thì gây ra cái hiện tượng gì? Thì bản thân cái nạc nội mạc tử cung chính là cái niêm mạc tử cung. Đáng lẽ nó ở trong buồng tử cung thì bây giờ nó ra như các vị trí này. Thế thì trên thực tế thì các em sẽ gặp cái nạc nội mạc tử cung ở đâu nữa? Đó là chính là các cái vùng cắt khâu tầng sinh môn trong đỡ đẻ. Không biết là các thầy cô giảng cái bài kỹ thuật cắt khâu tầng sinh môn thì có nhắc cho các bạn hay không. Nhưng các em chú ý này, là trong sản dịch sẽ có niêm mạc tử cung. Và khi mà chúng ta khâu tầng sinh môn, nếu như chúng ta không làm sạch cái vị trí vết rách mà chúng ta khâu cắt ra rồi chúng ta khâu đấy, thì cái sản dịch nó tràn xuống phía cái chỗ diện rách đó mà chúng ta không làm sạch đi, thì chúng ta chính là những người vô tình làm cho cái nạc nội mạc tử cung ở vị trí khâu tầng sinh môn. Thế thì chúng ta khâu khi trong sản dịch có cái niêm mạc tử cung. Niêm mạc tử cung mà chúng ta khâu vùi vào trong các tổ chức thì dưới tác động của nội tiết, tức là nội tiết estrogen và progesterone ở buồng trứng, cái tế bào hạt ở vỏ các nang noãn nó tiết ra thì nó đi theo khắp cơ thể và nó sẽ phản ứng. Và nó sẽ phản ứng lên cái niêm mạc tử cung ở cái nơi mà vị trí nó bám đó. Nó sẽ làm cho cái niêm mạc tử cung nó phát triển ở trong cái vị trí đó. Và khi có hiện tượng tụt giảm nội tiết, thay đổi chênh lệch cái nồng độ estrogen và progesterone, thì niêm mạc tử cung ở trong buồng tử cung sẽ bong ra, gây ra hiện tượng hành kinh. Nhưng tại cái vị trí mà niêm mạc tử cung nó bám vào, nó phát triển lên đấy, thì ở đấy sẽ gây ra hiện tượng chảy máu. Và chảy máu mà không được thoát ra ngoài thì người ta gọi đấy là hiện tượng nhồi máu trong tổ chức. Nhồi máu trong tổ chức. Thì sáng ngày là khi mà các bạn nói về cái chẩn đoán phân biệt đối với cái bệnh nhân đấy, thì các bạn có cái là cái gì nhỉ? Các bạn có ở chẩn đoán phân biệt với nạc nội mạc tử cung. Đúng không ạ? Nạc nội mạc tử cung. Đấy, thì ở đây là các bạn chú ý thì cái nạc nội mạc tử cung này nó gặp, chúng tôi gặp bây giờ cũng khá là nhiều vì cái ở cái chỗ vị trí cắt khâu tầng sinh môn lúc đẻ. Đấy. Có trường hợp vô tình là người ta đến như này. Một bạn thì sau sinh được 18 tháng thì đến khám nhập viện. Bảo chẩn đoán ban đầu là u tuyến Bắc tôn anh bên phải. Thế thì tôi có khám thì tôi đầu tiên là tôi nhìn thì thấy cái vùng âm môn của người ta hoàn toàn bình thường, cân đối hai bên, không có vấn đề gì cả, không thấy có các khối gì nó gồ lên. Thế bảo u gì chắc hay u còn bé. Thế mình thì lại tiếp tục là mình lấy mỏ vịt ra. Mình mở mỏ vịt để mình xem cho hay là nó còn sâu bên trong. Thì mở mỏ vịt ra thì xoay tất cả các thành của âm đạo, không quan sát thấy có các cái khối gì cả. Đấy.
Thế sau đó thì tiến hành khám bằng tay. Khám bằng tay thì sờ đến cái vị trí 7 giờ ấy, chính là vị trí cắt tầng sinh môn ấy, là người ta đau. Thế hỏi ra mới biết là à, hóa ra là để chống chế với cái ông bảo hiểm. Thế là không có cái chẩn đoán mã bệnh cho lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, nên chẩn đoán thành bệnh nhân bị u tuyến Bắc Tôn Anh ở bên phải. Thế cuối cùng là bệnh nhân đấy lạc nội mạc ở vị trí cắt khâu tầng sinh môn. Và bây giờ để xử trí thì bắt buộc chúng ta phải cắt cái vị trí sẹo tầng sinh môn đấy ra và cắt nọc hết cái tổ chức lạc nội mạc, sau đó khâu lại thì người ta mới hết được. Chứ còn một chút xíu cái mảnh niêm mạc tử cung mà nó còn găm lại đó thì nó lại vẫn tiếp tục theo cái sự phát triển, theo cái sự thay đổi của nội tiết để nó phát triển. Đấy. Và tôi đã từng có trường hợp là tôi phải có một anh đưa vợ đến là bảo với mẹ cô là bác làm cái vị trí cắt vị trí khâu tầng sinh môn đấy, bác làm nào làm chứ 3 năm nay là không sinh hoạt tình dục được. Thì sinh hoạt tình dục chạm vào đấy thì cái ổ nhồi máu ở trong tổ chức đấy chạm vào là bạn ấy rất là đau, không thể sinh hoạt tình dục được. Rồi còn nữa là mình đã phải mổ cắt tử cung ở một phụ nữ 40 tuổi bị lạc nội mạc tử cung do phá thai. Khi mà người ta phá thai thì người ta dùng đến cái lúc mà người ta dùng người ta phải nạo buồng tử cung ấy. Người ta dùng các cái đồ dụng cụ người ta nạo buồng tử cung thì người ta có thể làm cho cái mảnh nội mạc tử cung nó găm vào trong cơ tử cung và gây ra tình trạng lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung. Thế thì những cái trường hợp đấy thì người ta rất là đau. Hoặc nữa là có những trường hợp có u buồng trứng dạng lạc nội mạc tử cung. Có thể là cái niêm mạc tử cung nó gọi là trào kinh ngược dòng. Thế thì nó vào, nó ngược dòng theo vòi tử cung, nó bám vào buồng trứng. Sau đó nó phát triển, nó khu trú lại thành các cái u buồng trứng dạng lạc nội mạc tử cung. Thì cái đấy thì nó phát triển thì cứ đến kỳ hành kinh là bệnh nhân rất đau. Đau mà ở một cái người 40 tuổi đau đến mức độ mà dùng morphin để giảm đau khi có hành kinh. Nhưng bệnh nhân vẫn rất đau và 40 tuổi phải cắt tử cung. Vì chúng ta không bắt được cái lạc nội mạc ở trong cơ tử cung. Đấy. Đấy là cái lạc nội mạc tử cung. Nói về cái lạc nội mạc này thì sau này các bạn nhé. Nếu mà các bạn làm trong lĩnh vực sản khoa mà có đỡ đẻ được cắt tầng sinh môn ra khâu, thì chú ý để cho vết khâu nó đẹp, nó an toàn, nó liền tốt thì chúng ta phải làm sạch các vết khâu. Chúng ta sẽ khâu theo đúng giải phẫu và chúng ta phải chặn cái sản dịch từ phía trên, không cho nó chảy vào cái vị trí khâu tầng sinh môn khi chúng ta đang khâu để tránh cái hiện tượng lạc nội mạc tử cung. Là tổn thương lạc nội mạc tử cung. Khám để phát hiện các tổn thương lành tính thì từ đầu cô đã nói rồi, chúng ta có thể khám, chúng ta phải mở mỏ vịt ra. Chúng ta mở mỏ vịt ra, chúng ta quan sát. Chúng ta có thể quan sát đặc thù của từng cái loại dịch viêm, đấy, từng các loại tổn thương để chúng ta xác định đây là tổn thương lành tính hay tổn thương bất thường. Rồi chúng ta xác định xem tổn thương đặc hiệu hay không, phải tổn thương không đặc hiệu hay là tổn thương, các tổn thương khác. Rồi sau đó thì chúng ta có thể lấy các dịch này, chúng ta làm các cái xét nghiệm. Rồi bây giờ nữa thì chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp như so cổ tử cung để chúng ta phát hiện các cái tổn thương ở cổ tử cung. Đấy. Rồi mới cái nữa là chúng ta có thể sử dụng cái khoét chóp cổ tử cung hay bấm sinh thiết. Thực ra thì cái khoét chóp này là nó mới, nó rộng, nó sâu hơn cái bấm sinh thiết. Cái bấm sinh thiết là chúng ta dùng cái kìm bấm, chúng ta bấm tại cái vị trí tổn thương chúng ta nghi ngờ đấy để chúng ta làm các xét nghiệm về mô, xét nghiệm về tế bào, về mô để khẳng định, để chẩn đoán cái tổn thương ở cổ tử cung.
Thế còn cái khoét chóp này nó được sâu hơn, vì là khi mà khoét chóp thì cái thiết bị khoét chóp này là nó sẽ khi khoét đến đâu ấy nên là nó sẽ cầm máu luôn đến đó. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ khoét được các cái tổn thương nhiều hơn, rộng hơn, sâu hơn ở cổ tử cung. Và từ đó thì chúng ta mới lấy được cái tổ chức để chúng ta làm tế bào, chúng ta làm mô để chúng ta xác định các tổn thương ở cổ tử cung. Đấy. Đấy, khoét chóp cổ tử cung. Đây là khoét chóp mà dùng dao bình thường thôi. Khoét chóp xong thế này thì các bạn người ta sẽ tiến hành người ta đốt cầm máu, dùng dao điện người ta đốt cầm máu. Nhưng có những trường hợp thì người ta sẽ phải tiến hành khâu, khâu ở cổ tử cung nhé các bạn nhé. Có thể dùng chỉ khâu, khâu ở cổ tử cung để cầm máu. Nhưng mà bây giờ có một cái thiết bị để người ta khoét chóp, nếu như người ta gọi là cái từ nằm níp ở cổ tử cung. Là cắt đến đâu thì cắt một phần cái cổ tử cung và cắt đến đâu nó sẽ cầm máu luôn đến đó. Thì trong cái điều trị nội tuyến ý, nếu mà nội tuyến diện rộng, các bạn đốt bằng nhiệt nóng, nhiệt lạnh gì đó khoảng 2 lần mà không được thì các bạn sẽ tiến hành làm cái khoét chóp cổ tử cung này. Đấy. Hoặc nó tái đi tái lại nhiều lần diện rộng quá thì các bạn có thể tiến hành cái biện pháp điều trị cái diệt tuyến bằng cách là các bạn sẽ khoét chóp và cắt một phần cái cổ tử cung đi cũng được. Đấy. Đấy là toàn bộ các cái nội dung của cái bài các tổn thương lành tính ở cổ tử cung cô trình bày cho các bạn. Đấy. Thế thì tiếp theo thì sẽ có những cái câu hỏi để cho các em hỏi. Cái phần này các em có hỏi gì ở cái nội dung của cái bài cô vừa trình bày không? Đấy. Nếu mà chưa nghĩ ra còn chưa kịp thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bài thứ hai nữa là bài tiền sản giật, sản giật. Đấy thì để chuẩn bị cho cái tác giả trình bày thì đề nghị cán bộ lớp Văn Hoa xem là ai sẽ là người thuyết trình đầu tiên thì mời bạn chuẩn bị nhé trong cái thời gian mà các bạn đặt câu hỏi. Em xin phép cho lớp em là có hai bạn thuyết trình ạ. Một bạn thì là tiền sản giật và một bạn sản giật đó không ạ? Nhất trí. Dạ vâng ạ. Và trong quá trình hai bạn đấy thuyết trình thì cô cũng có thể là sẽ chỉ định một bạn bất kỳ khác cũng được nhá. Dạ vâng ạ. Chờ thêm. Được. Cô sẽ thoát cái chia sẻ màn hình để cho tí nữa cái bạn thuyết trình tiếp theo sẽ chia sẻ màn hình nội dung của bài tiền sản giật nhé. Em xin phép cô có nghe em nói không ạ? Vâng, bạn cứ nói đi. Vâng, cô cho em vài phút để em chuẩn bị xem màn hình ạ. Được. Vâng ạ, em cảm ơn cô. Thank you.
Em thưa cô là cô và các bạn đã thấy màn hình em share chưa ạ? Ôi bây giờ mình thấy rồi, mình thấy rồi. Dạ, vâng ạ. Em chào cô và các bạn ạ. Em là tên là Nguyễn Thị Thúy ạ. Sau đây em xin trình bày về bài thuyết trình về bài tiền sản giật ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến định nghĩa tiền sản giật ạ. Tiền sản giật là một bệnh lý do thai nghén hoặc ảnh hưởng của một thai nghén rất gần với sự xuất hiện các triệu chứng như là cao huyết áp, protein niệu thì có thể có hoặc là hay không phù, thường xảy ra sau tuần 20 của thai kỳ và chấm dứt sau 6 tuần sau đẻ. Thì tuy nhiên với sự xuất hiện của bệnh lá nuôi thì tiền sản giật có thể xuất hiện trước thời điểm đó. Về tỷ lệ thì tiền sản giật chiếm 5-10% tổng số các thai nghén. Về nguyên nhân thì nguyên nhân chính xác hiện chưa rõ. Sự phát triển bất thường của bánh nhau do sự sơ hóa mạch máu và sự tái tạo cấu trúc bất thường của tiểu động mạch nhau thai dẫn đến thiếu máu cục bộ nhau thai tiến triển. Bánh nhau tưới máu kém thì sẽ gây giải phóng các kháng nguyên hay những chất tiền viêm vào tuần hoàn của mẹ. Những chất này sẽ làm tế bào nội mô thành mạch mẹ bị tổn thương, trở nên mất chức năng, gây đến hiện tượng co mạch máu mẹ. Rồi, tạm thời chúng ta sẽ dừng ở chỗ này nhé. Bạn quay lại cái slide về cái định nghĩa đi. Đó. Chúng ta sẽ làm rõ, đến đâu chúng ta sẽ làm rõ luôn cái nội dung như thế nhé. Đấy. Nhắc lại cho cả lớp mà bạn đã trình bày rồi. Tiền sản giật là bệnh lý do thai nghén hoặc là không do thai nghén với các triệu chứng là cao huyết áp, protein niệu và có hay không có phù. Vậy thì để làm cái rõ cái này thì các bạn sẽ thấy rằng là như này nhé, là người ta sẽ thấy rằng cái có những trường hợp thì trong quá trình mang thai người ta thấy có tăng huyết áp nên chẩn đoán là tiền sản giật. Thế nhưng mà thế thì có những trường hợp thì trước đó người ta đã có cái tăng huyết áp rồi. Ví dụ như những cái bà mẹ lớn tuổi mà mang thai, ngoài 35 tuổi mang thai, thế thì các bạn sẽ thấy rằng là huyết áp người ta, hoặc những cái người mà bị bệnh nội khoa, bệnh thận rồi 3 giờ đô, người ta có cái nền là tăng huyết áp. Và trong quá trình mang thai thì các bạn sẽ thấy rằng cái hiện tượng tăng huyết áp của người ta sẽ tăng lên hơn nữa. Vậy thì có thể đầu tiên chúng ta lý giải là cái trường hợp đầu là vậy thì là có là nó liên quan đến thai nghén. Vậy thì cái trường hợp sau đâu có phải là liên quan đến thai nghén không? Cũng có, nhưng mà nó nằm nặng hơn quá trình của bệnh. Đấy. Rồi tiếp nữa này. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái cây đầu dòng thứ hai ấy, bạn bảo rằng nó thường xuất hiện sau tuần thứ 20 và kết thúc ở 6 tuần sau sinh. Thì các bạn sẽ thấy rằng vậy thì trên thực tế cái từ này nó chỉ là thường xuất hiện thôi. Vậy có những trường hợp nào xuất hiện trước tuần thứ 20 không? Đấy. Tiền sản giật người ta còn gọi một cái từ nữa, đó là từ nhiễm độc thai nghén. Nhiễm độc thai nghén tức là những cái độc nên các cơ quan bộ phận, những cái thay đổi bất thường nên các cơ quan bộ phận do cái thai nghén gây nên, nên người ta gọi là cái nhiễm độc thai nghén. Và xuất hiện trước tuần thứ 20 thì những trường hợp mà các bạn sẽ thấy là người ta có cái biểu hiện nghén quá mức, hoặc sau này các bạn sẽ thấy rằng các bạn sẽ gặp những trường hợp tiền sản giật không phải là thai nghén bình thường mà thai trứng. Nghĩa là sao? Cứ có gai rau. Đấy, thai trứng cũng là có thai và có sự xuất hiện của gai rau. Và nó không liên quan đến thai nghén, mà vậy thì khi mà người ta chấm dứt thai kỳ
Thì nếu như bình thường thì chúng ta thấy rằng nếu nó liên quan đến thai nghén, vậy thì khi chúng ta chấm dứt thai kỳ là không còn có sự xuất hiện của gai dâu nữa. Vậy tại làm sao mà chúng ta vẫn phải theo dõi đến hết 6 tuần sau sinh? Vì có một phần nó không liên quan đến thai nghén. Và sau này thì đến khi cái slide thứ hai bạn trình bày đó là bạn trình bày rằng chưa có một cái nguyên nhân rõ ràng. Và ở đây được xem là các yếu tố nguy cơ nhá. Bạn triệu chứng là protein liệu triệu chứng có hay không, không có, có phụ đấy. Rồi tiếp nữa là gì, xuất hiện thường là sau tuần thứ 20, nhưng chúng ta cũng không được loại bỏ là trước tuần thứ 20. Chúng ta cũng không được loại bỏ là những trường hợp thai nghén bất thường, chúng ta cũng không được loại bỏ. Và chúng ta theo dõi, chú ý là chúng ta phải theo dõi hết 6 tuần sau sinh. Để nhắc lại một lần nữa. Và đối với cái trường hợp theo dõi hết 6 tuần sau sinh là tôi gặp như thế này này. Một trường hợp chỉ định mổ lấy thai vì thai 40 tuần chuyển dạ, cổ tử cung mở hết, đầu không nọt. Bạn đấy 20 tuổi, mổ lấy thai lần thứ nhất, mổ lấy thai lần đầu, thai 40 tuần đầu không nọt. Đấy. Sau mổ, trước mổ là huyết áp của bạn ấy hoàn toàn bình thường nhé. Không có triệu chứng của tiền sản giật. Và sau mổ, xong hậu phẫu 7 ngày thì bạn ấy được xuất viện. Xuất hiện sau đó về được 3 ngày thì bạn ấy phải quay trở lại bệnh viện nhập viện với chẩn đoán là tiền sản giật. Vì huyết áp lúc bạn ấy vào viện, tức là hậu phẫu lấy thai ngày thứ 10 đấy, đang trong thời kỳ hậu sản, là huyết áp lúc vào viện là 160 trong 100mm thủy ngân. Trên 100mm thủy ngân, giảm vận động một nửa người trái, chụp có hình ảnh xuất huyết não. Có hình ảnh xuất huyết não. Và chúng tôi chẩn đoán là tiền sản giật. Đấy là cái trường hợp điển hình chúng ta theo dõi đến hết thời kỳ hậu sản. Vậy thì cái nguyên nhân tiền sản giật của bạn này, theo như tác giả đang trình bày, thì có phải là do bệnh của nán nuôi không? Nào, tác giả nào? Đối với trường hợp ví dụ cô vừa đưa ra thì có phải do bệnh nán nuôi không? Thưa cô là em nghĩ là không phải. Đúng rồi, vì là trước kia người ta chưa hề có tiền sản giật. Đúng không ạ? Quá trình mang thai bạn ấy không hề có tiền sản giật. Trước đó bạn ấy cũng không có cái hiện tượng điều trị các bệnh lý nội khoa tăng huyết áp. Bạn ấy mổ vì một lý do khác. Vậy thì tại sao bây giờ lại chẩn đoán bạn ấy tiền sản giật? Thế thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp xem tại sao cái trường hợp này lại chẩn đoán là tiền sản giật. Nhá. Tiền sản giật hậu phẫu lấy thai ngày thứ 10. Đấy. Tiếp theo nắm rõ đấy là nắm rõ thêm cho các bạn, các bạn chú ý. Tiếp nữa này, em chuyển sang slide tiếp đi ạ. Đấy, đấy, nguyên nhân. Đấy, nhắc lại một cái nữa cho các bạn là chưa có một nguyên nhân rõ ràng. Đấy, còn cái phần sau thì tí nữa chúng ta sẽ lý giải về các cái biến chứng trong tiền sản giật gây ra. Rồi. Tiếp theo em trình bày tiếp đi. Em thưa cô là sự phát triển đó. Ở bình thường là bánh rau phát triển là nguyên bào nuôi sẽ xâm lấn nguồn gốc từ thai, xâm lấn vào động mạch xoắn. Còn sự phát triển bánh nhau bất thường trong tiền sản giật thì sự xâm lấn của động mạch xoắn cạn, vẫn là mạch máu nhưng mà có đường kính và trở kháng thấp. Về các yếu tố nguy cơ, đó là con so, thai phụ lớn tuổi, trên 35 tuổi, đa thai, đa ối, chữa chứng, thì biểu hiện tiền sản giật sẽ xảy ra sớm hơn.
thai nghén kèm đái tháo đường, bệnh thận mạn, cao huyết áp mạn và tiền sử đã có tiền sản giật. Rồi, chúng ta dừng cái này nhá, chúng ta dừng ở cái này á. Đấy. Đúng rồi, nãy là cái câu là chưa có nguyên nhân rõ ràng và bây giờ chúng ta có yếu tố nguy cơ. Thế tôi giải thích cho các bạn là tại làm sao mà cái trường hợp của tôi là con so lại tiền sản giật, mà lại tiền sản giật ở trong thời kỳ hậu sản. Đó chính là một cái yếu tố nguy cơ. Tại làm sao? Có bạn nào biết được là tại làm sao con so lại có nguy cơ tiền sản giật không ạ? Bạn nào trong lớp biết thì có thể lý giải cho bạn cũng được. Hay tác giả có biết không? Cô là em nghĩ là do trong lần mang thai đầu tiên thì sẽ cơ thể mẹ sẽ tiếp xúc với một yếu tố lạ như kiểu là kháng nguyên kháng thể ạ. Em không rõ cô ạ. Trong lần mang thai tiếp xúc với kháng nguyên kháng thể lạ, nó gây ra một cái phản ứng cũng có ý nhưng cũng chưa phải là cái tiếp là cái yếu tố nguy cơ. Chính cái con so ở đây mà cụ thể ra các em sẽ nói là yếu tố stress. Các yếu tố stress, cái người mang thai lần đầu, những người con quý con hiếm là những cái người và những cái người có các cái căng thẳng về tâm lý sẽ là những người có nguy cơ tiền sản giật. Vì chúng ta thấy rằng chúng ta chưa học đến các triệu chứng, nhưng cái triệu chứng về tăng huyết áp, chúng ta khi có các cái căng thẳng nó có tăng huyết áp không ạ? Thì cái trường hợp cụ thể như mà cô đưa ví dụ đó thì cái bạn đó là chính là cái căng thẳng. Bạn ấy bị stress do bạn ấy không đủ sữa nuôi con bú. Bạn không đủ sữa nuôi con bú thì dẫn đến là bạn ấy căng thẳng trong tâm lý. Sau đó là bạn ấy còn phải thức đêm để pha sữa cho con. Và tất cả những cái đấy thì nó gộp chung lại, nó tạo thành những cái căng thẳng quá lớn làm cho bạn ấy tăng huyết áp. Và khi tăng huyết áp thì nó dẫn đến một loạt các bệnh cảnh tiếp theo. Đấy là ở cái người con so. Thế không phải chỉ mỗi con so đâu mà người ta sẽ nói ở đây là những trường hợp con quý con hiếm. Đấy. Là nguy cơ, yếu tố nguy cơ của tiền sản giật. Tiếp tiếp mà còn cái thai phụ lớn tuổi thì các bạn có muốn hỏi không? Dạ có, cô giải thích giúp chúng em với ạ. Cái yếu tố thai phụ lớn tuổi thì các bạn sẽ thấy rằng những trường hợp mà không chỉ phụ nữ lớn tuổi đâu, mà tất cả những trường hợp lớn tuổi thì người ta có cái thay đổi về tim mạch. Các bệnh lý toàn thân thường nó sẽ có xuất hiện, rồi vấn đề về huyết áp cũng tăng lên. Nên là những trường hợp mà phụ nữ lớn tuổi mà mang thai thì bản thân là cái huyết áp bình thường của người ta nó đã tăng, nên trong cái quá trình mang thai thì nó lại càng tăng cái nguy cơ tiền sản giật lên, tăng nguy cơ tăng huyết áp lên. Và khi tăng nguy cơ tăng huyết áp thì là nguy cơ của tiền sản giật. Đấy. Những trường hợp đa thai đa ối, những trường hợp thai trứng thì ở đây là chúng ta có thể thấy rằng trong cái khái niệm của chúng ta là nó liên quan đến giao thai. Vậy thì đa thai là sao? Sẽ nhiều gai rau. Thai trứng nhiều gai rau. Đấy, nên là liên quan đến cái vấn đề là yếu tố nguy cơ của tiền sản giật. Rồi những cái trường hợp có bệnh lý về huyết áp, rồi những trường hợp có yếu tố tiền sản giật trước. Đấy, rất rõ ràng.
nhé. Xong cái các yếu tố nguy cơ. Tiếp theo bạn trình bày tiếp đi ạ. Tiếp theo là những triệu chứng của tiền sản giật thì sẽ có biểu hiện ở trên gan. Trên gan là sẽ xuất hiện hội chứng heo và có biểu hiện cao huyết áp ở bệnh nhân là huyết áp tối đa trên 140, huyết áp tối thiểu trên 90mm thủy ngân. Trên thận thì sẽ có xuất hiện protein niệu trong nước tiểu, có thể xuất hiện phù nề ở tay chân. Các triệu chứng khác như là đau đầu dữ dội, thay đổi tầm nhìn, có thể đau bụng trên, buồn nôn, nôn, bệnh nhân có thiếu niệu, giảm lượng nước tiểu, hụt hơi ạ. Về triệu chứng cao huyết áp, cao huyết áp khi tuổi thai từ 20 tuần trở đi. Khi mà biểu hiện là huyết áp tối đa trên 140 và huyết áp tối thiểu trên 90, cần quan tâm đến những trường hợp tăng huyết áp tối đa. Khi huyết áp tối đa tăng hơn 30mm thủy ngân hoặc là huyết áp tối thiểu tăng trên hơn 15mm thủy ngân so với chỉ số huyết áp khi chưa có thai. Cần lưu ý là ta sẽ đo huyết áp hai lần cách nhau 4 giờ sau khi nghỉ. Về đặc điểm của phù là sẽ có phù toàn thân, không tạm khi nghỉ ngơi, phù trắng, phù mềm, ấn lõm. Bệnh nhân tăng cân nhanh, tăng trên 0,5kg trên tuần. Còn về protein niệu thì sẽ lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu 24 giờ, protein niệu dương tính khi trên 0,3g trên lít trên 24 giờ hoặc là trên 0,5g trên lít trên mẫu nước tiểu ngẫu nhiên. Phân loại mức độ protein niệu 24 giờ, vết là khi trên 0,1g trên lít, 1 cộng là trên 0,3g trên lít, 2 cộng là trên 1g trên lít và 3 cộng là trên 3g trên lít. Về các xét nghiệm ta cần làm là sẽ tổng phân tích tế bào máu, acid uric, bilirubin, toàn phần, bilirubin gián tiếp, bilirubin trực tiếp, làm men gan AST ALT, chức năng thận là ure creatinine, làm điện giải đồ và dự trữ kiềm. Xét nghiệm đông máu, đường huyết, đạm huyết, CRP, protein niệu 24 giờ, đông máu toàn bộ và có thể soi đáy mắt. Rồi, thế tạm thời chúng ta sẽ dừng ở cái chỗ này nhé. Đấy. Các cái triệu chứng của tiền sản giật thì bạn nói rất là đầy đủ và chính xác. Tuy nhiên thì cô sẽ có những nhấn mạnh cho cả lớp là như thế này. Đấy, từng triệu chứng một cô sẽ có nhấn mạnh này. Thứ nhất là triệu chứng tăng huyết áp. Các bạn chú ý, tăng huyết áp sẽ là triệu chứng cơ bản, chủ yếu trong chẩn đoán tiền sản giật. Cái câu cơ bản và chủ yếu nghĩa là gì? Là chỉ cần chỉ số tăng huyết áp thôi, chúng ta sẽ chẩn đoán tiền sản giật. Ví dụ như là chúng ta chẩn đoán thiếu máu, chúng ta phải có da xanh niêm mạc nhợt, chúng ta phải có công thức máu, giảm số lượng hồng cầu, giảm huyết sắc tố. Nhưng ở đây, tiền sản giật chúng ta chỉ cần triệu chứng tăng huyết áp thôi. Được không ạ? Đấy là triệu chứng. Chỉ cần có tăng huyết áp là triệu chứng cơ bản để chẩn đoán. Và trong cái triệu chứng tăng huyết áp này thì cái mức độ của huyết áp tối đa và mức độ của huyết áp tối thiểu, các bạn sẽ phân loại ra tiền sản giật thể nhẹ, tiền sản giật thể nặng. Đấy, cái đó thì các bạn sẽ phải tự đọc, tự nhớ. Và trong câu hỏi thi test chúng tôi cũng có. Đấy. Tuy nhiên một cái chú ý tiếp nữa cho các bạn là các bạn phải chú ý nữa là các bạn phải khai thác được huyết áp nền của người ta. Khai thác được huyết áp nền. Ví dụ, một người là huyết áp nền là huyết áp thấp như tôi, bình thường chỉ có 80 trên 50mm thủy ngân thôi. Huyết áp tối đa là 80, huyết áp tối thiểu là 50mm thủy ngân. Vậy thì cái câu mà tăng hơn 30mm thủy ngân đã chẩn đoán tiền sản giật rồi. Vậy thì sao? Chỉ số chỉ cần làm sao? 80 cộng 30
Vậy thì chỉ từ 120mm thủy ngân tối đa đã chẩn đoán tiền sản giật rồi, chứ không phải huyết áp tối đa lớn hơn hoặc bằng 140mm thủy ngân. Đấy, là các bạn chú ý là các bạn phải khai thác được huyết áp nền nhé. Còn lại, có những trường hợp phụ nữ lớn tuổi, người ta có tiền sử điều trị bệnh thận, bệnh cao huyết áp mãn tính, rồi bao giờ đô. Đấy, như tôi gặp có một chị là 30 tuổi, bao giờ đô, chưa có một đứa con nào, vô sinh 1-6 năm. Thì khi tôi tiếp xúc gần đây nhất là chị chậm kinh, chị thử test lên 2 vạch. Nhưng mà đến khám là tôi siêu âm là có thai được 5 tuần trong buồng tử cung. Nhưng toàn bộ là nhìn của một người 3 giờ đô. Và khi tôi kiểm tra huyết áp của chị đấy, lúc đấy là 160 cho 90mm thủy ngân. Thì các bạn thấy rằng thai mới 5 tuần. Vậy thì cái khả năng mang thai của chị này bây giờ làm sao? Là một trường hợp thai nghén cực kỳ nặng nề. Cực kỳ nặng nề luôn. Đấy. Và chúng ta còn phải xem xét xem vấn đề là chị đấy có mang thai tiếp tục được hay không? Hay là phải kết thúc thai nghén? Đấy. Ta chú ý nhé. Là chúng ta phải khai thác được huyết áp nền. Cái câu huyết áp tối đa trên 120, huyết áp tối thiểu trên 90. Nhưng đấy là một người có chỉ số huyết áp bình thường, chứ không phải một người có chỉ số huyết áp thấp như tôi, hay không phải một người có chỉ số huyết áp cao. Đấy, được không ạ? Đấy là cái chú ý tiếp nữa của vấn đề tăng huyết áp. Và tiếp nữa là cái chú ý nữa là khi tăng huyết áp thì nó sẽ làm một loạt các tác động lên các cơ quan khác nữa. Ví dụ, khi tăng huyết áp thì cái áp lực trong lòng mạch nó lớn. Nhưng mà ở cái người tiền sản giật thì cái thành mạch rất là kém. Vậy thì làm sao? Áp lực lớn nhưng thành mạch kém là nguy cơ vỡ mạch máu ở các cơ quan tổ chức. Và vì vậy nên làm sao? Ở não thì gây ra cái nguy cơ gì? Nguy cơ của cái việc mà chảy máu não, xuất huyết não. Ở gan gây ra hiện tượng gì? Ở thận gây ra cái gì? Ở tử cung, hay chính xác là ở tử cung thì các bạn sẽ thấy rằng cái tuần hoàn giao thai nó sẽ giảm. Tuần hoàn giao thai giảm. Nhưng mà cái nguy cơ là rất dễ dẫn đến rau bong non. Thành mạch của bánh rau kém, nguy cơ vỡ, chảy máu sau rau, gọi là gây ra hiện tượng rau bong non. Rau bong mà khi thai chưa ra ngoài thì người ta tính đến là rau bong non. Nhưng mà làm sao? Cái việc tưới máu đến tử cung thì cực kỳ kém, dẫn đến cái nguy cơ là thai suy dinh dưỡng. Dẫn đến nguy cơ thai suy dinh dưỡng. Đấy là một loạt các cái huệ lụy của tăng huyết áp gây nên. Và từ đó thì sau này các bạn sẽ có các cái xét nghiệm, các cái thăm dò để chẩn đoán tiền sản giật, chẩn đoán các cái biến chứng của tiền sản giật gây ra cho mẹ và cho thai nhi. Cho mẹ và cho thai nhi. Đấy. Tiếp theo nữa của cái chú ý trong tiền sản giật. Đó là trong cái điều trị. Đây tôi nói về cái tăng huyết áp thì tôi sẽ nói luôn điều trị. Điều trị là chúng ta phải hạ cái huyết áp này xuống. Hạ huyết áp. Tí nữa bạn sẽ nói về các cái thuốc hạ huyết áp, các cái cách để hạ huyết áp. Nhưng mà có một cái chú ý cho các bạn này. Là hạ huyết áp thì các bạn sẽ hạ và không cần đưa về chỉ số huyết áp như bình thường. Người ta huyết áp người ta tăng lên 180, 160. Nhưng các bạn không cần thiết phải đưa về đến 110. Hay đưa về như một người bình thường huyết áp thấp như tôi là 80. Mà các bạn có thể cao hơn lên trên đó 20mm thủy ngân. Đấy.
là việc các bạn hạ huyết áp. Tiếp nữa là các bạn chỉ dùng hạ áp nhanh khi huyết áp tối đa trên 200 mmHg. Ở đây thì tôi sẽ hỏi thử xem là hạ huyết áp nhanh thì các bạn dùng cái gì nhá. Xem đi học nội khoa thì biết cái hạ huyết áp nhanh ở đây người ta dùng cái gì nào. Mời Chu Thị Vân Anh ạ. Vân Anh nghe thấy không? Alo ạ. Em đi học nội khoa được mấy vòng rồi nhỉ? Dạ em đi được 2 vòng, em học năm ngoái năm Y3 với đợt trước học on ạ. Rồi. Thế thì có biết là khi mà người ta những trường hợp mà tăng huyết áp vào mà huyết áp tối đa mà cao ấy. Tối đa mà cao thậm chí trên 200 thì người ta dùng cái gì để hạ áp nhanh xuống không? Dùng nifedipine ạ. Tên biệt dược mà người ta hay dùng ở trên thị trường ấy có biết không? Mà ở trong tủ thuốc mình cứ hay lấy ra để mình nhỏ ấy là cái gì đấy? Azalat ạ. Chính xác. Cảm ơn em. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng là người ta hạ áp nhanh ở đây chính là người ta dùng Adanat đấy. Nha, người ta tên biệt dược trên thị trường đấy. Thế thì trong cái trường hợp tiền sản giật này thì chỉ khi mà huyết áp trên 200 các bạn mới sử dụng đến nó. Chứ còn nếu mà huyết áp chưa tăng đến 200 thì các bạn dùng các thuốc hạ áp bình thường, từ từ dần dần chứ không hạ áp một cách nhanh chóng đột ngột. Được không ạ? Đấy là trong vấn đề điều trị cái tăng huyết áp này. Một cái nữa đó là trong cái điều trị của cái tăng huyết áp này thì có một cái là người ta sẽ trong cái điều trị là các bạn sẽ thấy người ta sử dụng magie. Magie ở đây cái cơ chế điều trị tôi sẽ hỏi luôn tác giả là tác giả xem là em có cái điều trị là dùng magie không? Cô là có ạ. Chúng ta sẽ sử dụng magnesium sulfat ạ. Thế thì cái cơ chế điều trị ở đây là gì? Theo em tìm hiểu là cơ chế tác dụng của magnesium sulfat là kích hoạt giãn mạch máu não, giảm thiểu máu cục bộ bởi sự co thắt mạch máu trong cơn sản giật. Ion magie trong magnesium sulfat sẽ cạnh tranh với ion canxi, do đó ngăn cản co giật xuất hiện ạ. Rồi. Cảm ơn em. Chính xác. Cái cơ chế điều trị ở đây thì một cái thứ hai nữa bạn nói đến đó chính là cái nó ion magie sẽ tranh chấp với cái ion canxi. Đấy, để gọi là người ta gọi là chặn kênh canxi. Cái cơ chế chặn kênh canxi để cái mục đích là hạ huyết áp. Đấy. Vậy thì trong cái điều trị này và trong cái chế độ chăm sóc đối với phụ nữ mang thai thì người ta có một cái khuyến cáo như này: sử dụng canxi đúng và đủ trong quá trình mang thai thì sẽ làm giảm nguy cơ tiền sản giật. Đấy, sử dụng canxi đúng và đủ trong quá trình mang thai. Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng hầu hết phụ nữ mang thai đều thiếu canxi và người ta đều phải bổ sung canxi trong quá trình mang thai. Mà này sử dụng ở trong tiền sản giật, phụ nữ mang thai thì có nguy cơ tiền sản giật. Và lại làm sao? Sử dụng magie để làm sao? Để tranh chấp ion với lại canxi. Thì nó có cái gì đó trái ngược giữa hai cái xu hướng này không? Đấy. Các bạn có thấy nó có cái trái ngược không? Tác giả có thấy không? Dạ có. Sau khi mà cô nói thêm một cái nữa là khuyến cáo cho phụ nữ mang thai là sử dụng canxi đúng và đủ để giảm nguy cơ tiền sản giật. Em thưa cô là em có thấy ạ.
Đấy, đúng rồi. Đấy. Thì sau này nhé, các em sẽ tìm hiểu thêm nữa là canxi thì thực ra ấy, bản thân là người ta sử dụng canxi ở đây để là người ta di chuyển, à sử dụng magie ở đây để người ta làm sao, người ta trung hòa cái canxi ở ngoài tế bào. Người ta muốn là người ta đưa cái canxi nó đi vào trong tế bào. Đấy. Thì nó sẽ làm, thứ nhất là đối với cái cơ chế mà trong cái tiền sản giật mình vẫn sử dụng canxi, là mục đích là chúng ta sẽ đưa canxi vào trong tế bào, và mình sử dụng cái magie ở đây với cái mục đích là mình sẽ di chuyển, tranh chấp, làm mất cái canxi ở ngoài tế bào đi để cho nó điều trị cái tiền sản giật, được không ạ? Đấy, thì thêm một cái nữa để sau này là, à hôm trước thì cô bảo là điều trị tiền sản giật là sử dụng magie, bạn cũng nói sử dụng magie, thế xong bây giờ này em lại thấy có khuyến cáo là sử dụng canxi, thế nên là như thế nào, được không ạ? Thì các em về tìm hiểu thêm về các nước, cứ về đọc đi, đọc xem là canxi ở trong và ngoài tế bào như thế nào. Nếu mà chưa rõ nữa thì rồi hôm sau cô sẽ giải thích tiếp. Đấy là trong cái điều trị cái tăng huyết áp là triệu chứng, thì cô phải làm rõ thêm là thứ nhất là triệu chứng về tăng huyết áp nhá. Đấy. Tiếp theo nữa là triệu chứng phù ạ. Bạn chuyển sang cái phù đi ạ. Đấy. Triệu chứng phù thì như cái ban đầu bạn nói là có thể có phù hoặc không có phù. Đấy. Và phù trong tiền sản giật là phù gì? Phù trong tiền sản giật, các bạn chú ý, phù trong tiền sản giật là phù do phù của thận. Tại sao lại nói là phù của thận? Phù của thận với đặc điểm là nó sẽ phù từ đâu trước ạ? À? Cô là phù ở mắt. Phù vùng cao trước. Đấy. Phù của tiền sản giật là phù vùng cao trước. Phù do tổn thương cầu thận làm thoát protein làm giảm áp lực keo nên dẫn đến phù. Đúng không ạ? Với đặc tính là phù vùng cao rồi dẫn đến nặng nề thì có thể phù toàn thân, phù trắng, phù mềm, ấn nõm. Đấy. Thế nhưng mà làm sao? Nếu mà như vậy thì triệu chứng phù sẽ là triệu chứng sau cùng, chứ không phải là triệu chứng đưa vào hàng thứ hai trong chẩn đoán tiền sản giật. Đúng không ạ? Khi mà nó thoát quá nhiều protein, nó làm giảm áp lực keo xuống thì mới dẫn đến phù các quả tiền sản giật cơ mà. Thế tại sao người ta lại đưa vào hàng thứ hai ở đây? Thế thì các bạn sẽ thấy này, tiền sản giật nhẹ sẽ không có phù. Chỉ khi tiền sản giật nặng nó làm thoát protein nhiều, nó giảm áp lực keo nhiều nên mới xuất hiện phù. Nếu đúng ra trong tiền sản giật. Nhưng ở đây phù trong chúng ta lại đưa lên hàng thứ hai vì ở đây còn kèm theo cái nữa là gì? Là phù do chèn ép mang thai. Phù do chèn ép mang thai ở những tháng cuối của thai kỳ là phụ nữ mang thai có hiện tượng phù do chèn ép. Cũng đặc tính là phù trắng, phù mềm, mấn nõm. Và phù ở đâu trước ạ? Tác giả có biết không? Cô là phù ở chi dưới trước ạ. Do thai to thì chèn ép rồi. Lượng máu tĩnh mạch về tim ạ. Phù ở vùng thấp và thường phù hai chi dưới. Tại sao lại như thế? Tại vì như này, cái tử cung ấy của phụ nữ là bình thường nó nằm vặn nghiêng và lệch về bên phải. Ở trong ổ bụng ấy, nó nằm vặn nghiêng, nặng nghiêng vì nó vướng cái cột sống. Nhưng nó lệch về bên phải để làm gì? Nó không tì vào cái động mạch chủ bụng. Nó không tì vào động mạch chủ bụng, nhưng nó lại tì vào cái tĩnh mạch chủ dưới. Tức là tĩnh mạch nền nằm ở bên trái của cột sống.
Thế thì khi vậy thì tuần hoàn xuống thì được, nhưng tuần hoàn về ở những tháng cuối thì tử cung nó to lên, nó càng tì vào cái tĩnh mạch chủ dưới, nên cái tuần hoàn về sẽ kém. Tuần hoàn về kém thì dẫn đến là nó dẫn đến phù ở vùng hai chi dưới. Đấy. Và người ta thấy rằng là nó hay gặp. Và nhất là tiền sản giật lại xuất hiện sau tuần thứ 20 và rất hay gặp ở những phụ nữ mà sau 30 tuần tuổi thai. Thế là người ta mới đưa nó vào cái triệu chứng thứ hai nhá. Nhưng ở đây nói để các bạn biết rằng phù đúng của tiền sản giật phải phù là do thận, do tổn thương ở thận. Và phù phải xuất hiện ở những trường hợp mà có thể có, ở những trường hợp tiền sản giật phải mức độ nặng. Đấy. Và các bạn sẽ phải phân biệt xem ở cái người này, cái phù này là do phù tiền sản giật hay phù do chèn ép. Còn một cái nữa là các bạn sẽ phân biệt cái phù gì nữa? Phù tim ạ. Phù về bệnh lý tim mạch thì nó có đặc điểm phù như thế nào ạ? Phù tim sẽ có đặc điểm là phù tím, phù vùng thấp và có bệnh lý tim mạch kèm theo. Thế còn để một cái phù nữa các bạn sẽ phân biệt nữa là phù dinh dưỡng. Đấy. Và tiếp nữa là để mà khám cái phù này thì có khám được không? Khám cái phù này thì có khám được không ạ? Tôi sẽ gọi mời một bạn nhé. Hoàng Ngọc Huy ạ. À, em hãy miêu tả đi, hãy trình bày cái cách khám phù đi xem được không ạ, ở phụ nữ mang thai. Em khám được không? Nó hơi nhỏ, bạn có thể tăng âm lượng lên được không ạ? Em cô khám phù thì ta sẽ khám trên nền các xương cứng ạ. Rồi, khám trên nền xương cứng. Ở trên mặt thì khám ở trên chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta sẽ ấn trên nền các xương cứng. Ví chúng ta ấn trên trán này, trên mắt cá chân này, trên mặt trong của xương cẳng chân đúng không? Hai xương cẳng chân đúng không? Chúng ta có thể bấm ở mu bàn tay. Được không ạ? Thế còn nặng nề nữa thì chúng ta có các cách khám phù như thế nào? Nếu mà khám phù màng thì sao hả em? Ví dụ như phù não thì em khám thế nào? Thế nếu mà phù ở mắt thì sao? Thế có biểu hiện gì nhỉ? Nặng mi mắt. Gì nữa? Có nhìn mờ không? Nếu mà phù màng thì sao? Sẽ có hiện tượng tràn dịch đa màng. Các bạn khám phù màng bụng được đấy. Rồi tiếp nữa là các bạn có thể cân người ta lên. Người ta thấy người ta tăng cân. Tăng cân nhanh, tăng cân nhiều. Đấy. Người ta biết được. Được không ạ? Cảm ơn bạn Huy nhá. Đấy. Thế các bạn chú ý là cái triệu chứng thứ hai là triệu chứng phù. Bạn tiếp theo đến triệu chứng tiếp đi ạ. Không, protein đi em. Triệu chứng tiếp nữa là triệu chứng protein niệu ạ. Thì nhắc các bạn này, cái protein niệu này thì các bạn sẽ phải xác định trong 24 giờ. Các bạn phải lấy nước tiểu trong 24 giờ.
và các bạn có thể định tính, các bạn có thể định lượng. Định tính là gì? Định tính là chúng ta xác định được cái protein bằng cách này, đơn giản nhất, chúng ta lấy nước tiểu, chúng ta đun này, thấy protein nó kết tủa. Thế nhưng mà định lượng là chúng ta phải cân xem nó bao nhiêu gram, bao nhiêu miligram trên lít nước tiểu, trên ml nước tiểu trong 24 giờ. Đấy. Và cái nguyên tắc là chúng ta sẽ phải lấy nước tiểu 24 giờ và lấy nước tiểu giữa bãi. Các bạn chú ý nhé, lấy nước tiểu giữa bãi. Vì sao? Vì này, khi mà đi tiểu thì có các cái khí hư, các cái dịch viêm từ vùng âm hộ, âm đạo nó ra nữa. Thì cái dịch đó nó có thể là các cái protein và nó có thể làm sai kết quả của chúng ta đi. Nên là người ta sẽ lấy kết quả, lấy nước tiểu giữa bãi và lấy nước tiểu 24 giờ. Đấy. Còn tùy theo cái mức độ protein để chúng ta chẩn đoán xem ở đây nó là dạng gì, là ở mức độ tiền sản giật nhẹ hay tiền sản giật nặng, được không ạ? Đấy, các bạn chú ý nhá, là xác định protein niệu. Cái protein niệu này bình thường nó không có trong nước tiểu, nhưng do cái hiện tượng mà khi tiền sản giật, mạch máu của thận tổn thương, nó tổn thương cả các cầu thận nên nó không giữ được protein, dẫn đến là làm thoát protein qua đường đi tiểu. Đấy là triệu chứng thứ ba của tiền sản giật. Đấy. Tiếp theo nữa đi ạ. Đấy. Một loạt các cái xét nghiệm bạn ấy cho để cái mục đích là gì? Để mình sẽ chẩn đoán được các cái triệu chứng ở các cơ quan khác. Ví dụ như triệu chứng xuất hiện ở gan, triệu chứng xuất hiện ở thận, rồi xuất hiện ở mắt, các cơ quan khác. Và chẩn đoán các cái biến chứng lên các cơ quan. Thế thì cái phần này thì các bạn sẽ xem thêm ở trong tài liệu, đúng không ạ? Nếu như mà các bạn chưa có tài liệu thì tôi sẽ gửi cho các bạn nhá. Sau này tôi sẽ gửi cho các bạn. Đấy là các cái triệu chứng của tiền sản giật. Bây giờ em các cái chú ý. Bây giờ em trình bày tiếp. Em còn tiếp theo là đến chẩn đoán thì sẽ có chẩn đoán tiền sản giật nhẹ và tiền sản giật nặng. Thì tiền sản giật nhẹ là sẽ khi mà huyết áp tâm thu từ 140 đến dưới 160 mm thủy ngân. Huyết áp tâm trương là từ 90 đến 110 mm thủy ngân. Protein niệu 24 giờ sẽ là có 1 cộng hoặc là 2 cộng và tương ứng với từ 0,3 đến 1 gram trên lít. Tiền sản giật nặng thì sẽ là huyết áp tối đa lớn hơn hoặc bằng 160 mm thủy ngân, hoặc là huyết áp tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 110 mm thủy ngân. Còn protein niệu sẽ lớn hơn hoặc bằng 3 gram trên 24 giờ, hay là que thử sẽ là hiện 3 cộng. Có rối loạn thị giác và chi giác, đau đầu không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường. Bệnh nhân đau bụng hoặc đau góc phần tư trên phải, thiểu niệu, lượng nước tiểu dưới 400ml trên 24 giờ, tiểu cầu thì giảm dưới 150.000 trên mm khối, tăng men gan, phù phổi và xanh tím, thai chậm phát triển. Cần chẩn đoán phân biệt với cao huyết áp mạn tính dựa vào tiền sử có cao huyết áp hoặc là cao huyết áp xuất hiện trước tuần thứ 20 của thai kỳ. Các bệnh lý về thận như là viêm cầu thận mạn cấp, viêm cầu thận mạn, viêm mủ bể thận, hội chứng thận hư, phù do tim và suy dinh dưỡng. Về các biến chứng có thể gặp là biến chứng cho mẹ, thần kinh trung ương thì gây phù não, xuất huyết não, màng não, mắt thì phù võng mạc, mù mắt, thận suy thận cấp, gan cháy máu dưới bao gan, vỡ gan, phổi phù phổi cấp, tim là suy tim cấp. Huyết áp, huyết học thì rối loạn đông chảy máu, giảm tiểu cầu, đông máu rải rác lòng mạch. Biến chứng cho thai là sai chậm phát triển trong buồng tử cung, đẻ non do tiền sản giật hoặc là phải đẻ sớm, tử vong chu sinh và hội chứng heo. Hội chứng heo thì sẽ bao gồm ba biểu hiện, đó là đông máu. Oh. Cái này em về cho các bạn về đọc. Dạ.
Đây là hình thể hiện cơ chế ạ, là khi mà có co máu cục bộ ở mẹ thì sẽ làm giảm lượng máu đến các cơ quan quan trọng, như ở thận thì có thể gây phá hủy cầu thận dẫn đến là thiếu niệu và xuất hiện protein niệu. Đến mắt thì giảm lượng máu đến mắt thì sẽ có biểu hiện nhìn mờ và giảm thị giác, và giảm lượng máu đến gan thì có biểu hiện là tăng men gan, gan phù nề. Rồi. Có căng tức bào gan. Tất cả cái hình ảnh này chúng ta sẽ thấy rằng cái triệu chứng chủ yếu của tiền sản giật chính là cái tăng huyết áp, và một loạt cái tăng huyết áp nó ảnh hưởng lên mạch máu như nào, và từ cái ảnh hưởng lên mạch máu thì nó ảnh hưởng đến các cơ quan. Đây là thấy rất rõ đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ giải thích rất rõ cái cơ chế. Rồi. Còn một biểu hiện nữa là khi mà khi mà thiếu máu đến nhau thai thì sẽ giải phóng yếu tố tiền viêm vào mạch máu mẹ, thì sẽ gây tổn thương tế bào nội mô mạch máu, tạo nên các ổ huyết khối. Khi tạo nên các ổ huyết khối thì sẽ tăng sử dụng tiểu cầu và có thể gây ra hiện tượng tán huyết khi mà hồng cầu va chạm với các cục huyết khối. Đây là nguyên nhân gây ra các biến chứng như là giảm số lượng tiểu cầu và rối loạn đông máu ở mẹ. Trường hợp này thì gặp ở 10-20% các trường hợp. Và sau đó là sẽ dẫn đến cái hiện tượng một loạt đến tác động đến rau thai và tác động đến thai nhi. Đúng không ạ? Đấy. Đây là một số hình ảnh CT về suy thận cấp, máu tụ dưới bao gan và vỡ bao gan 2%. Rồi. Về xử trí thì ta có dự phòng bằng cách là đăng ký quản lý thai nghén, đảm bảo chế độ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, bổ sung canxi, thai phụ cần được giữ ấm, phát hiện sớm và điều trị sản phụ có nguy cơ cao, chăm sóc liên tục trong thời kỳ hậu sản. Về phần điều trị thì điều trị tiền sản giật là nghỉ ngơi, nằm nghiêng trái, có thể cho an thần, seducen, diazepam 5mg, theo dõi hàng tuần, nếu nặng thì nhập viện và điều trị tích cực. Chấm dứt thai kỳ nếu thai đủ tháng. Còn về tiền sản giật nặng thì nhập viện điều trị tuyến tĩnh và điều trị tích cực. Có rồi. Điều trị các thuốc, chế độ chăm sóc dinh dưỡng. Đấy, cái này là các bạn sẽ xem thêm nhá, thì bạn đã gửi slide và tháng mai tôi sẽ gửi thêm cái phần tài liệu để các bạn xem. Nhưng mà trong cái phần điều trị này cô sẽ nhắc tiếp một cái chú ý cho cả lớp, đó là trong sản khoa thì luôn luôn chúng tôi có một cái câu như này: ưu tiên mẹ là hàng đầu, có chiếu cố đến con nếu có thể. Đấy. Nghĩa là sao? Kể cả trong tiền sản giật hay các bệnh lý khác trong sản khoa thì chúng tôi sẽ kết thúc thai nghén ở bất cứ tuổi thai nào nếu có yếu tố đe dọa đến tính mạng của mẹ, kể cả cái thai đó có nuôi được hay không nuôi được, trừ trường hợp thai phụ và gia đình cam kết ưu tiên con. Đấy. Ví dụ như là tiền sản giật này, nếu đe dọa đến tính mạng của mẹ, tôi sẽ đình chỉ thai nghén. Kể cả thai có 10 tuần, hay là thai 20 tuần, hay là thai 40 tuần. Đấy, nếu có yếu tố đe dọa đến tính mạng của mẹ. Hoặc như là sau này các bạn gặp, các bạn sẽ nghe thấy có những trường hợp, ví dụ như là mang thai nhưng mà bị ung thư vú, bị ung thư phổi, rồi ung thư tử cung chẳng hạn. Đấy, thì chúng tôi cũng đều phải ưu tiên mẹ. Chỉ có chiếu cố đến con thôi. Và đối với những trường hợp tiền sản giật này, trong phương án kết thúc thai nghén, chúng ta phải giảm cái gánh nặng cho mẹ. Tức là kết thúc thai nghén bằng cách là mẹ không phải cái gánh nặng cho cái cuộc chuyển dạ. Là kết thúc thai nghén bằng cái đường nào mà giảm cái gánh nặng cho mẹ. Vậy thì chúng ta nếu như có đẻ, nếu như có cho đẻ thì chúng ta sẽ phải đẻ thủ thuật. Và thủ thuật cụ thể ở đây chúng ta sẽ làm phóc xếp. Đẻ thì chúng ta có đẻ thủ thuật phóc xếp hoặc là chúng ta sẽ làm giác hút. Nhưng đối với trường hợp mà đình chỉ thai nghén và đẻ qua đường dưới thì trong tiền sản giật chúng tôi sẽ kết thúc thai nghén bằng đẻ phóc xếp chứ không làm giác hút. Cái tiếp nữa là chúng tôi sẽ chỉ định mổ lấy thai. Đấy. Chỉ định mổ lấy thai hoặc là chỉ định mổ lấy thai không gánh nặng cho mẹ trong quá trình chuyển dạ.
Và trong cái chỉ định mổ lấy thai thì phương pháp vô cảm chúng tôi sẽ ưu tiên là phương pháp vô cảm gây mê nội khí quản, chứ không phải đơn thuần là chúng tôi sử dụng gây tê tủy sống như những trường hợp vô cảm trong mổ lấy thai bình thường khác. Đấy, thì cái này nó sẽ có những cái giải thích. Thế thì không biết là cái bạn tác giả trình bày cái phần này thì cái phương pháp mà kết thúc thai nghén ấy, thì có tìm hiểu xem tại sao người ta lại phương pháp vô cảm bằng gây mê nội khí quản không? Em thưa cô là cái đó em chưa tìm hiểu ạ. Cảm ơn em. Ở trong lớp có bạn nào biết không? Cô sẽ gợi ý nhé. Cô sẽ gợi ý một chút. Là cái phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản thì sẽ cho phép cái thời gian của cái cuộc phẫu thuật của chúng ta kéo dài hơn rất nhiều. Đấy. Thế thì sau này thì chúng ta đối với những trường hợp tiền sản giật, đặc biệt là tiền sản giật lần nặng, cái nguy cơ lên cơn sản giật cực kỳ cao, thì chúng ta không biết là cái diễn biến phẫu thuật của chúng ta sẽ như thế nào nữa. Nên là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản thì cho phép cái thời gian phẫu thuật của chúng ta sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Với một cái nữa là gì? Nguy cơ người ta tiền sản giật, nguy cơ lên cơn sản giật, thế mà vào bây giờ cần phải kết thúc thai nghén thật nhanh để làm sao? Hy vọng còn cứu được cả con. Vậy mà các bạn làm sao? Các bạn này còn cho người ta nằm nghiêng đi để chọc cái tủy sống thì đến bao giờ? Nhưng mà khi các bạn gây mê nội khí quản thì sao? Nằm lên bàn, úp cái mát vào là sao? Là bệnh nhân là sao? Là bạn nhân vô là không biết gì nữa rồi, là gây mê rồi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ phẫu thuật được rất là nhanh. Đấy, cho phép là chúng ta tiến hành phẫu thuật rất là nhanh. Một cái nữa là bao giờ là trước khi gần vào mê thì người ta sẽ có cái tiền mê. Và tiền mê thì sẽ làm sao được bạn Vân Anh nhỉ? Tiền mê thì sẽ làm sao được không Vân Anh? Ở lớp có biết bạn nào biết trong tiền mê thì sẽ làm sao được không? Tiền mê là cái biện pháp để người ta làm để gây hạ huyết áp ạ. Rồi, chính xác. Cảm ơn em. Tiền mê sẽ giúp hạ huyết áp. Đấy, huyết áp bệnh nhân đang tăng lên rất cao. Vậy thì tiền mê sẽ giúp cho chúng ta hạ huyết áp. Thế là cái trong cái phương pháp mà vô cảm khi mà người ta kết thúc thai nghén mổ lấy thai là như vậy. Đấy. Đấy là những cái chú ý trong cái tiền sản giật mà tôi nhắc thêm. Còn lại thì tác giả trình bày rất là dễ hiểu, rất là đầy đủ. Đấy. Cho các bạn rồi. Trong cái phần trình bày về tiền sản giật này, tác giả có muốn hỏi gì thêm nữa không? Em có muốn trình bày thêm cái gì cho cả lớp nữa không? Em thưa cô là hiện tại chỉ còn phần điều trị thì lúc nãy khi nói về cao huyết áp thì cô có giải thích về các thuốc sử dụng ạ. Thì chỉ có còn phần lưu ý khi xử trí ngộ độc magie sulfat. Rồi. Cái đấy thì lớp xem được nhá. Các bạn sẽ tự xem được. Chúng ta sẽ bước sang phần sản giật luôn được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ có các câu hỏi gì thì chúng ta sẽ hỏi tiếp. Vậy thì em xin phép cô và các bạn là em xin kết thúc phần trình bày phần bài tiền sản giật của em.
Vâng, cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn. Alo ạ. Rồi, bây giờ chúng ta bạn trình bày về phần giản giật đúng không? Dạ vâng ạ, em là Huy ở lớp F, em xin trình bày phần giản giật. Ừ, xin mời mấy em nhé. Có thể màn hình đã được chia sẻ. Định nghĩa của giản giật là khi xuất hiện những cơn co giật liên tiếp hoặc hôn mê xảy ra trên bệnh nhân có nền tiền sản giật nặng. Thời điểm xuất hiện là trước đẻ là 50%, trong đẻ là 25% và sau đẻ là 25%. Mọi trường hợp co giật trong thời gian mang thai đều phải được xem xét là sản giật cho đến khi có bằng chứng loại trừ. Nguyên nhân do bệnh nhân có huyết áp cao hoặc là biến chứng của các hội chứng protein niệu, biến chứng của hội chứng tăng huyết áp đơn thuần ạ, của các bệnh thận mãn ạ, bệnh thận mãn tính hoặc là viêm mủ bể thận ạ, biến chứng của rối loạn thần kinh tinh thần nội tiết ạ. Đối tượng nguy cơ là có tăng huyết áp thai kỳ hoặc là mãn tính của bệnh nhân ạ, sản phụ có trên 35 tuổi hoặc là dưới 25 tuổi ạ, đa thai đa ối, mang thai lần đầu, người lao động mệt mỏi liên tục. Triệu chứng lâm sàng thì chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn xâm nhiễm kéo dài từ 30 giây đến 1 phút với những cơn kích thích ở vùng mặt, miệng, mí mắt, mấp máy, nét mặt nhăn nhúm, sau đó co giật lan xuống hai tay. Giai đoạn 2 là giai đoạn giật cứng xảy ra khoảng 30 giây với những cơn giật cứng lan tỏa khắp người, toàn thân co cứng, các cơ thanh quản và hô hấp bị co thắt làm bệnh nhân ngạt thở vì thiếu oxy. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn giật giãn cách nhận. Xảy ra khoảng 1 phút sau cơn giật, các cơ toàn thân giãn ra trong chốc lát rồi tiếp tục các cơn co giật toàn thân. Lưỡi thè ra thụt vào, dễ cắn vào lưỡi, mặt tím do ngưng thở, miệng sùi bọt mép. Giai đoạn hôn mê, các cơn co giật nhẹ thưa dần rồi chấm dứt, rồi dẫn đến tình trạng hôn mê nhẹ hoặc sâu tùy thuộc vào mức độ nặng của bệnh. Nếu nhẹ sau 5-7 phút thì bệnh nhân có thể tỉnh lại. Nặng thì bệnh nhân hôn mê sâu có thể kéo dài đến vài giờ, vài ngày. Bệnh nhân mất tri giác, đồng tử giãn rộng, rối loạn cơ vòng, đại tiểu tiện không tự chủ. Trường hợp rất nặng bệnh nhân có thể dẫn đến bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán xác định dựa vào triệu chứng lâm sàng của cơn giật điển hình trên một bệnh nhân có hội chứng tiền sản giật nặng. Chẩn phân biệt với các bệnh như động kinh có tiền sử động kinh từ trước, cơn tetanin có tiền sử có không, các ngón tay duỗi thẳng và co rúm lại như bàn tay đỡ đẻ. Cơn hysteria, sự biểu hiện của các cơn co giật không giống nhau vì tuy không tỉnh nhưng người xung quanh vẫn biết. Các tai biến mạch máu não, các bệnh nhiễm trùng, viêm não như hoặc là viêm màng não, các bệnh chuyển hóa như hạ canxi máu, hạ glucose máu, hôn mê do tăng ure huyết, hôn mê gan và hôn mê cho tái đau đường. Biến chứng cho mẹ là cắn lưỡi trong cơn co giật, ngạt thở, suy hô hấp, suy tim cấp, hụt thở cấp, xuất huyết não, màng não, chảy máu dưới bao gan, vỡ gan, suy gan cấp, suy thận cấp, mù mắt, ngớ ngẩn, cao huyết áp, mạn, suy gan mạn, suy thận mạn hoặc có thể dẫn đến tử vong. Biến chứng cho thai nhi là thai kém phát triển trong tử cung, đẻ non và thai chết lưu, có thể tiến triển thành hội chứng HEP, heo tan huyết, tăng men gan và giảm tiểu cầu, đe dọa đến tính mạng của mẹ và con. Trong điều trị là ở chế độ chăm sóc thì giữ người bệnh ở nơi yên tĩnh, tránh kích thích, không cho ăn, háng miệng bằng thanh háng có cuốn vải để đề phòng cắn lưỡi, nằm giường có thanh chắn để cố định bệnh nhân, hút đờm rãi để phòng tắc đường hô hấp, thở oxy qua mắt thở hoặc là ống thông mũi, theo dõi cơn giật, lượng nước tiểu, chỉ số sinh tồn,
Chỉ xử trí tại tuyến cơ sở là nguyên tắc của bệnh nhân phải được sơ cứu trước khi chuyển tuyến, phải có nhân viên y tế đi theo, cần thực hiện đầy đủ các chế độ chăm sóc như là hút đờm rãi, ngáng miệng, tiêm thuốc an thần, lập một đường truyền tĩnh mạch trước khi chuyển tuyến. Trong điều trị nội khoa là chống thuốc chống co giật và đề phòng cơn co giật là dùng magie sulfat, cần theo dõi sát sao để đề phòng ngộ độc. Nếu cơn co giật tiến tái diễn sau 15 phút thì thêm 2 gam magie sulfat thêm tĩnh mạch chậm. Magie sulfat 50% 10 ml 1 đi can 25 tiêm bắt sau mỗi 4 giờ luân phiên và tiêm mông ạ. Liệu trình magie sulfat dùng tiếp đến 24 giờ sau sinh hoặc cơn co giật cuối cùng. Diazepam dùng khi không có magie sulfat. Liều tấn công là 10 mg tiêm tĩnh mạch trên 2 phút. Nếu cơn co giật tái diễn nặng thì lặp lại liều tấn công ạ. Liều duy trì là dùng 4 mg trong 500 ml được dịch chuyển tĩnh mạch, đủ để giữ bệnh nhân ngủ nhưng cũng có thể phải đánh thức ạ. Có thể gây ức chế hô hấp nếu dùng trên 30 mg trên 1 giờ, không dùng quá 100 mg trong 24 giờ. Đường tật trực tràng, liều tấn công là 20 mg hút vào 10 ml, tháo bỏ kim bôi trơn đầu ống, đưa bơm tiêm vào trực tràng đến nửa ống, bơm thuốc và giữ bơm tiêm tại chỗ, khép mông lại trong 10 phút. Nếu sau 10 phút không cắt cơn co giật thì sử dụng thêm 10 mg trên giờ. Dùng thuốc hạ huyết áp, dùng hydralazine hoặc là dihydralazine. Liều lượng là dihydralazine 5-10 mg tiêm tĩnh mạch chậm, có thể lặp lại liều 5 mg sau 10-20 phút. Có thể truyền tĩnh mạch chậm 10 mg trong 100 ml dextrose 500. Thuốc thay thế còn dùng thể dùng labetalol hoặc là nifedipine. Dùng thuốc lợi tiểu, dùng khi có tiểu niệu đe dọa phù phổi phù não, truyền dịch phụ thuộc vào lượng nước tiểu, còn lượng nước tiểu trong ngày cộng với 700 ml. Sử dụng kháng sinh để đề phòng bội nhiễm. Điều trị sản khoa và ngoại khoa. Nếu thai còn sống sau cơn giật thì phải tiến hành cuộc đẻ khi bệnh nhân ổn định. Khởi phát chuyển dạ nếu tiến triển thuận lợi thì phá ối, không nên để sản phụ dùng sức dạ, cần hỗ trợ thủ thuật khi đẻ. Có thể mổ lấy thai khi có chỉ định. Lưu ý là không dùng ergometrin sau đẻ ở những bệnh nhân suy gan và tiền sản giật. Trong trường hợp sản giật nặng cần chấm dứt thai kỳ trong 24 giờ kể từ khi bắt đầu có triệu chứng. Nếu sản giật cần khởi phát chuyển dạ trong vòng 12 giờ từ khi bắt đầu có cơn co giật. Theo dõi và điều trị trong thời gian hậu sản. Tiếp tục theo dõi và điều trị chống cơn co giật trong 24 giờ sau đẻ hoặc cơn co giật cuối cùng. Tiếp tục theo dõi lượng nước tiểu, điều trị tăng huyết áp của bệnh nhân, tư vấn các biện pháp tránh thai. Cảm ơn Quang Huy. Có phải Quang Huy vừa trình bày không nhỉ? Dạ vâng ạ. Thế thì trước nhất nhá, qua cái phần trình bày về cái sản giật này, thì Quang Huy có cái nhấn mạnh gì cho các bạn không ạ? Nhấn mạnh gì cho các bạn chú ý không? Những cái nội dung bình thường này thì các bạn sẽ đọc được trong tài liệu. Các bạn bắt buộc các bạn phải đọc, phải nhớ, phải học thôi. Còn mình sẽ có các cái nhấn mạnh cho các bạn trong cái phần nội dung. Em có nhấn mạnh gì cho các bạn được không? Nhấn mạnh là trong các trường hợp mà sản giật nặng thì phải cần chấm dứt thai kỳ trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu có triệu chứng. Thế Huy quay trở lại từ đầu nhé. Cô sẽ nhấn mạnh cho cả lớp luôn nhé. Thời tiết Thái Bình ở chỗ cô hiện tại đang mưa rất là to. Không biết là các bạn có nghe được rõ cái cô nói không?
Dạ bọn em vẫn nghe rõ. Cảm ơn. Cô sẽ có nhấn mạnh một chút cho cái phần trình bày của bạn Huy nhé. Về cái nội dung của bài, của cái phần sản giật này ấy, thì nội dung của bài thì bạn Huy trình bày rất là đầy đủ. Và trong tài liệu thì cũng rất là rõ rồi. Các em bắt buộc là các em phải học và nhớ. Nhưng mà tuy nhiên thì có những cái nhấn mạnh là, thứ nhất là các bạn phải chẩn đoán được một cái cơn sản giật. Cơn sản giật nó có các cái triệu chứng gì và có các giai đoạn như thế nào thì các bạn phải nhớ rõ. Gồm có 4 giai đoạn của một cơn sản giật. Cái thứ nữa là cái cơn sản giật, trong sản giật này nó khác gì với lại các cái cơn giật khác. Đó là chẩn đoán phân biệt của sản giật với lại các cái giật khác. Đấy, thì cái slide tiếp theo đấy, bạn Huy, cái trong cái chẩn đoán phân biệt đấy, thì chúng ta phải nhớ rõ. Thì cái này là nó sau này khi chúng ta đi lâm sàng chúng ta phải phân biệt. À, cái trường hợp này là người ta đang bị sản giật. Hai cái trường hợp này là người ta đang có bị cái hạ canxi, đang bị hạ canxi huyết. Hai cái trường hợp này là người ta đang một cái người bị hysteria. Đấy, thì các bạn chú ý. Em chuyển sang cái chẩn đoán phân biệt đi. Còn 4 giai đoạn của chúng ta nhé, là các bạn chú ý nhớ rõ 4 giai đoạn của cơn sản giật. Thứ nữa là các phân loại của sản giật. Các phân loại của sản giật. Thế còn cái biến chứng của sản giật thì nó cũng giống như những trường hợp tiền sản giật nặng ấy. Nó sẽ có biến chứng lên các cơ quan, lên mẹ, lên thai. Và cái cơ chế thì về các bạn sẽ xem lại ở trong cái phần tiền sản giật nữa. Thế còn nếu như cái cơ chế nào chưa rõ thì hôm sau cô sẽ có các cái giải đáp cho các bạn. Các bạn có thể gửi tin nhắn, cô sẽ giải đáp. Hoặc là có buổi giải đáp tập trung cho lớp thì cô sẽ giải đáp tiếp theo. Đấy, biến chứng này thì giống như trong trường hợp tiền sản giật nặng thôi. Đấy. Tiếp nữa là trong vấn đề xử trí, đặc biệt là trong xử trí sản khoa. Nhá. Cái xử trí này thì các bạn chú ý là đang trong cơn giật thì bệnh nhân cũng rất là nguy hiểm. Thai nhi ở trong đấy cũng rất nguy hiểm. Nhưng chúng ta không kết thúc thai nghén ngay trong cơn giật. Mà lúc đấy chúng ta phải cấp cứu mẹ. Phải có các cái biện pháp cấp cứu cho mẹ. Đấy. Các bạn phải chú ý. Nhá, chúng ta không mổ lấy thai. Chúng ta không tiến hành đỡ đẻ trong cơn sản giật đâu ạ. Lúc đấy chúng ta phải cấp cứu để cải thiện cái tuần hoàn. Cải thiện đặc biệt là cái hô hấp cho mẹ. Cái tiếp nữa là song song với các bạn cấp cứu cái đặc biệt là cái hô hấp cho mẹ đấy thì các bạn phải thiết lập ngay được một cái đường tĩnh mạch để các bạn dùng thuốc. Các bạn tĩnh mạch ngoại vi hay các bạn đặt tĩnh mạch trung tâm, các bạn phải đặt được một đường tĩnh mạch. Phải thiết lập được một cái đường tĩnh mạch, thiết lập được một đường truyền. Từ đó thì các bạn dùng nhanh hay các bạn duy trì cái diazin kia hoặc là các bạn sử dụng truyền 3G gì đó thì các bạn phải thiết lập cho được một cái đường truyền. Đấy là cái chú ý tiếp nữa trong cái xử trí, kể cả trong xử trí về cái thai như là mẹ trong cơn sản giật. Một cái nữa mà bây giờ ấy, nó là cái mới. Trước kia thì chúng ta cứ bảo là dùng cái động tác này ngáng lưỡi hay là quấn gạc gì để cho không cắn phải lưỡi. Nhưng mà thực ra thì khi mà có cơn giật ấy thì tất cả các cơ nó co lại, kể cả cơ ở lưỡi. Thế nên là hiếm khi có những trường hợp mà người ta cắn phải lưỡi trong cơn giật lắm các bạn. Đấy.
thì cái động tác là phải nhanh chóng mà để cho dùng các cái động tác để ngăn không cắn phải lưỡi thì nó không phải là cái cấp thiết nhất. Đấy. Thế ngoài ra thì tiếp theo là người ta dùng các biện pháp an thần để tránh các cơn giật, và đúng như bạn chú ý là chúng ta sẽ phải kết thúc thai nghén, chấm dứt thai kỳ 24 trong vòng 24 giờ kể từ khi mà xuất hiện cái cơn giật, là chúng ta chấm dứt thai nghén. Thì chúng ta khống chế được cái cơn giật, nhưng mà trong 24 giờ khi mà phát hiện cái cơn giật đầu tiên. Đấy. Cơ bản thì đối với cái phần tiền sản giật, đặc biệt là tiền sản giật nặng thì nói khá là kỹ rồi. Còn trong cái phần sản giật này chúng ta chỉ thêm một chút nữa thôi. Cái còn cái cơ chế mà không dùng ergometrin trong đẻ, sau đẻ cho những bệnh nhân tiền sản giật nặng hay là sản giật, tiền sản giật rồi sản giật thì có bạn nào nói được là tại sao không ạ? Thôi tác giả đi, tôi sẽ ưu tiên cho Huy trước. Huy có nghe thấy câu hỏi không nhỉ? Huy tìm hiểu về cái vấn đề sản giật này này, là người ta không dùng ergometrin, thì có biết cái ergometrin nó là cái gì không? Và tại sao mà người ta không dùng sau đẻ cho những bệnh nhân tiền sản giật không? Bởi vì nó có thể gây tăng co bóp mạch tử cung ạ. Cái ergometrin nó là cái gì nhỉ? Có tác dụng cầm máu sau khi đẻ bệnh nhân ạ. Nó có tác dụng co rút cái cơ tử cung rất là nhanh để là nó cầm máu, co tử cung nhanh, nhưng có đặc điểm là nó lại tác động lên cái mạch máu của tử cung. Đấy. Và một cái nữa là cái ergometrin này nó có cái khả năng, cái thời gian tán thải của nó cũng rất là nhanh. Đấy. Nên là người ta dùng, thường là người ta dùng cho những trường hợp mà người ta tăng co trực tiếp. Ví dụ như trong trường hợp mà người ta kiểm soát tử cung thì người ta sẽ dùng ergometrin. Đấy, hoặc là khi mà những trường hợp mà lấy thai, mổ lấy thai xong rồi là người ta sẽ dùng ergometrin để người ta cho tăng co trực tiếp ở tử cung. Vì khi mà chúng ta mổ lấy thai thì bao giờ chúng ta cũng phải sử dụng các cái thuốc mềm cơ để chúng ta lấy thai. Những cái nguy cơ chảy máu, nguy cơ đờn nhiệt tử cung nó tăng lên, thì giống như những cái trường hợp mà cần kiểm soát tử, cần kích thích cái tăng co tử cung trực tiếp như là kiểm soát tử cung rồi bóc vau nhân tạo kiểm soát tử cung ấy, thì người ta sẽ cho ergometrin vào để người ta tăng co cho rất là nhanh, nhưng mà nó bán thải rất là nhanh nên nó không duy trì được đâu. Thế thì tiếp theo sau đó thì người ta sẽ duy trì cái sự co của tử cung ấy, bằng cách là người ta dùng oxy, oxytocin truyền thì nó sẽ được cái co tử cung được cái thời gian kéo dài hơn. Đấy. Và đúng như bạn nói thì cái tác động của ergometrin nó làm co mạch máu, co mạch máu của tử cung. Đấy, nó tác động lên thì nó làm cho cái tuần hoàn tử cung nó kém, nó có thể gây ra hiện tượng là làm cho cái tưới máu tử cung nó kém. Đấy.
thì người ta sẽ không dùng cho những trường hợp tiền sản giật. Tiếp một cái nữa là một cái chú ý nữa cho các bạn. Tiếp cái là người ta sử dụng kháng sinh cho những trường hợp tiền sản giật và sản giật. Thì bạn Huy có thể lý giải cho cả lớp là tại làm sao mà người ta sử dụng kháng sinh không? Sử dụng kháng sinh dự phòng nào. Alo ạ. Rồi, mấy em trình bày. Theo cô là sử dụng kháng sinh để đề phòng các trường hợp bội nhiễm ạ. Tại sao trong tiền sản giật này có nguy cơ bội nhiễm nhỉ? Cái này là chắc phải hỏi bạn tác giả trình bày về tiền sản giật nữa rồi. Bạn lúc trước là bạn Ninh nhỉ? À bạn Thúy chứ. Em thưa cô là tại sao trong tiền sản giật này có nguy cơ viêm nhỉ? Thì em nghĩ là khi trong tiền sản giật thì sẽ làm em chưa rõ cơ chế đến tổn thương đến thận là gì? Nó sẽ gây phá hủy cầu thận ạ. Tổn thương đến gan là gì nhỉ? Sẽ gây tăng men gan ạ. Tổn thương đến phổi có thể gây nên phù phổi ạ. Rồi. Tổn thương ở máu là gì? Gây nên các khối tổn thương các tế bào nội mô thì hoạt hóa quá trình đông máu. Cái đấy thì nó không gây ra hiện tượng viêm được, tăng nguy cơ viêm được. Lúc trước em đã nói đến rồi đấy. Nhưng mà em chưa chú ý được đến cái từ đấy thôi. Đấy. Về xem lại nhá. Tất cả những cái đó nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ viêm của bệnh nhân tiền sản giật và sản giật. Và chính vì vậy người ta sử dụng kháng sinh. Đấy. Trong tiền sản giật người ta sử dụng kháng sinh. Đấy. Đấy là hai bài. Bài thứ nhất là bài các tổn thương lành tính ở cổ tử cung thì cô trình bày cho lớp. Bài thứ hai là bài tiền sản giật do bạn Thùy và bạn Huy trình bày. Thế bây giờ là chúng ta sẽ có một chút thời gian để có các cái câu hỏi nhé. Thì trước mắt thì cô sẽ chưa có các câu hỏi cho cả lớp. Nhưng bây giờ thì cho lớp có câu hỏi. Dạ thưa cô, em xin hỏi cái chỗ mình chẩn đoán xác định tiền sản giật là bắt buộc là phải có cả ba triệu chứng này luôn cô ạ. Cao huyết áp, phù và protein niệm. Rồi. Cô nghe thấy câu hỏi rồi. Dạ. Nà, và câu hỏi của em một nữa, nếu là trước đây là bệnh nhân là có tiền sử bị tăng huyết áp xong rồi
Sau đó là khi mang thai có khi có tiền sản giật. Dạ vâng ạ. Và sau đó thì em muốn hỏi cái gì nữa nào? Em chỉ hỏi thế thôi cô ạ. Cảm ơn. Cô sẽ trả lời hai câu hỏi của bạn nữ học sinh trước nhé. Bạn Nim Công đúng không? Dòng Nim Công. Thì câu hỏi thứ nhất của bạn là để chẩn đoán tiền sản giật thì có cần phải đủ 3 triệu chứng không? Thì cô đã có cái nhấn mạnh cho lớp rồi. Triệu chứng tăng huyết áp là triệu chứng cơ bản chủ yếu trong chẩn đoán tiền sản giật. Nên là các em chỉ cần có tăng huyết áp đã chẩn đoán tiền sản giật. Được chưa ạ? Là câu thứ nhất. Chỉ cần tăng huyết áp. Chúng ta thấy rằng người ta nói là phù có thể không. Protein niệu thì khi có tổn thương cầu thận nó mới làm cho thoát protein niệu cơ mà. Đấy. Thế nên là các bạn chú ý là chỉ cần có tăng huyết áp thôi nhá. Không giống như thiếu máu có da xanh niêm mạc nhợt, phải có giảm hồng cầu, phải giảm huyết sắc tố. Đấy. Còn ở đây thì tiền sản giật chỉ cần tăng huyết áp thôi. Là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai, thực ra là bạn chưa nêu ra được câu hỏi, nhưng cô có thể có một cái cho các bạn, đó là gì? Đối với những cái người mà có cái tăng huyết áp từ trước khi mang thai thì bây giờ người ta mang thai, các bạn sẽ phải chú ý hơn vì những người này sẽ có nguy cơ tiền sản giật. Và bây giờ người ta sẽ có các cái xét nghiệm để người ta tầm soát cái nguy cơ tiền sản giật từ khi thai khoảng 12 tuần. Tức là mang thai khoảng 12 tuần thì người ta sẽ có một số cái xét nghiệm để người ta tầm soát xem là cái người này thai khoảng 20 tuần thì nguy cơ tiền sản giật của người ta là bao nhiêu phần trăm, hay người ta mang thai đến 30 tuần thì nguy cơ tiền sản giật của người ta là bao nhiêu, hay người ta mang thai đến 35 tuần thì nguy cơ tiền sản giật của người ta là như thế nào. Đấy là người ta có những cái xét nghiệm. Và khi người ta xác định được nguy cơ như vậy thì người ta sẽ có các cái cách để điều trị dự phòng để giảm cái nguy cơ tiền sản giật xuống cho cái trường hợp mang thai đó. Và một cái nữa là gì? Vậy thì người ta có tăng huyết áp trước khi mang thai, người ta bị tiền sản giật trong quá trình mang thai phải điều trị. Và vậy thì điều trị tiền sản giật đến hết thời kỳ hậu sản. Nhưng đấy là điều trị tiền sản giật là điều trị trong sản khoa. Còn hết thời kỳ hậu sản rồi thì cái người này lại phải quay trở lại khám nội khoa điều trị bệnh cảnh tăng huyết áp. Điều trị cái tăng huyết áp như trước kia người ta từng phải điều trị. Bạn lưu học sinh và các bạn trong lớp rõ câu hỏi và câu trả lời chưa? Dạ em có rồi ạ. Có phải cái ý câu hỏi thứ hai của em là như vậy không? Có như vậy cô ạ. Em chỉ muốn biết là nếu trước có tiền sử bị tăng huyết áp, sau đó là khi mang thai cái huyết áp bệnh nhân là trước đấy là chưa có kiểm soát, mình có chẩn đoán cái tiền sản giật ấy là dựa vào tăng huyết áp trước đây không? Em ý của em cũng kiểu như cô giới thiệu cũng được, em cũng hiểu ạ. Rồi, tiếp theo nào, các bạn khác có câu hỏi gì nữa không? Cho cả hai bài đấy ạ. Em thưa cô. Mời mời em.
Tức là em thấy đọc ở trong điều trị nội khoa, em thấy người ta cho sản phụ nằm nghiêng sang trái thì để mục đích để làm gì của trong điều trị? Em trong điều trị tiền sản giật đúng không? Người ta có cái điều trị nằm nghiêng trái. Vâng. Xin mời mời bạn Thúy đi. Bạn Thúy có trả lời được câu hỏi của bạn vừa giờ không? Em cô là em có tìm thì em chỉ thấy người ta ghi là khi mà sản cho sản phụ nằm nghiêng trái thì sẽ làm tăng lượng máu đến nhau thai để nuôi dưỡng thai nhi. Một ý. Em vừa mới search thêm thì nó họ có ghi thêm là tư thế này giúp cho tử cung không đè lên gan vì tư thế gì em? Tư thế nghiêng trái ạ. Thì nó làm giúp cho cái gì nữa? Giúp cho tử cung không đè lên gan ạ và không đè lên tĩnh mạch nữa. Thì đấy là gan rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Ở trong lớp có bạn nào có cái câu trả lời cho tiếp được không? Đúng rồi, bạn Thúy có một cái trả lời đúng. Đó là giúp cho nó không đè vào cái động mạch này. Để tăng cái tuần hoàn tử cung này. Còn một cái nữa mà không biết là tôi nhớ là hình như tôi đã từng nói rồi là đối với không chỉ đối với trường hợp tiền sản giật đâu mà cả những trường hợp phụ nữ mang thai khác thì chúng ta sẽ khuyến cáo người ta nằm nghiêng trái nhiều hơn. Nằm nghiêng trái nhiều hơn. Vì sao? Vì là khi có thai tử cung sẽ dần dần to lên. Tử cung to lên thì sẽ đẩy các cái tạng trong ổ bụng lên và đẩy vào cái tiếp nữa là các cái tạng đấy, ví dụ gan, ví dụ như dạ dày, thì nó sẽ tác động lên cái cơ hoành. Và khi tác động lên cơ hoành, đẩy cơ hoành lên thì nó sẽ tác động lên cái mỏm tim và làm cho tư thế của tim trở nên nằm ngang hơn. Đấy. Làm cho cái tư thế của tim trở nên ngang hơn. Vậy thì cái mục đích người ta nằm nghiêng về bên trái để giúp cho cái tư thế cái tim nó bớt cái việc nó nằm bị đẩy nằm ngang. Đấy. Là cái giải thích thứ hai nữa lên cho các bạn. Được chưa nhỉ? Bạn đặt câu hỏi và cả lớp. Dạ vâng ạ, em hiểu. Còn bạn nào có câu hỏi tiếp luôn nữa không? Như cô thì như cô nói là tiền sản giật thì cần một mình cao huyết áp là có thể chẩn đoán rồi. Thì ví dụ là nếu chỉ có một mình protein niệu thì có chẩn đoán được tiền sản giật không cô? Bạn Dương à? Bạn Dương à? Trả lời câu hỏi này luôn nhé. Cô nói rồi. Triệu chứng tăng huyết áp là triệu chứng cơ bản và chủ yếu. Vậy thì chỉ có nó mới được chẩn đoán tiền sản giật. Có nó một mình cũng chẩn đoán tiền sản giật. Có nó kết hợp với phù với protein niệu, với các tác động lên các cơ quan khác chẩn đoán tiền sản giật. Nhưng
chỉ có protein niệu không chẩn đoán tiền sản giật. Được không ạ? Các bạn nhớ nhé, triệu chứng tăng huyết áp là cơ bản và chủ yếu. Đấy, có một cái nữa là trong thời gian nhắc thêm cho cả lớp nữa là các bạn chú ý là tiền sản giật rất dễ kèm theo với lại rau bong non. Tiền sản giật rất dễ kèm theo với rau bong non. Cái nguyên nhân tại làm sao cái cơ chế của rau bong non thì tôi nghĩ là các bạn sẽ hỏi bạn Thúy. Đấy, nếu bao nhiêu bạn nào chưa rõ. Thế còn chú ý là đối với một bệnh nhân mang thai mà vào chẩn đoán tiền sản giật, các bạn phải xác định ngay xem có rau bong non không. Rau bong non sẽ là nguy hiểm cho mẹ, nguy hiểm cho thai nhi, là một cái tối cấp cứu trong sản khoa. Và một cái nữa là tiền sản giật sẽ theo mùa. Giống như là các bạn khi các bạn đi học nội khoa ấy, các bạn sẽ thấy rằng các cụ tăng huyết áp rồi tai biến nó sẽ vào những thời điểm giao mùa. Tạm thời chúng ta sẽ nghỉ nhé. Có vấn đề gì thì chúng ta sẽ trao đổi qua nhắn tin, rồi qua các buổi online tiếp được không ạ? Hoặc là các buổi giảng trực tiếp trên lâm sàng. Dạ được ạ. Em cảm ơn cô ạ. Em chào cô ạ.